Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn một tập rất hay. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh, sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Chưa hè oi bức, hắn ngồi nghiêng ngả trên ghế tựa, phe phẩy chiếc quạt giấy, miệng phì phèo nhả ra thứ khói mờ đục bay bổng. Đã nóng lại còn cúp điện, khiến hắn muốn phát điên. Miệng lầm bầm mấy câu chửi thề, cái thói quen trước kia mà hắn tưởng chừng bản thân đã cho vào dĩ vãng. Căn chung cư cũ kỹ, hắn tích cóp bao năm từ thù lao đua xe và đòi nợ thuê để có được thứ vũ khí hãnh diện, khiến hắn có thể ngẩng cao đầu khi đứng trước những kẻ đã từng xè biểu hắn. Hắn cười nhạt khi ngẫm sự đời. Hắn giải nghệ rồi, thật đấy, nhưng danh tiếng của hắn ở quê vẫn còn. Chẳng có một ai chào đón hắn, kể cả bố mẹ, anh em họ hàng đã từ mặt hắn lâu lắm rồi, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Ừ thì, đành rằng ngày xưa hắn ăn chơi, hắn phá làng phá xóm, hắn đua xe đánh đấm, nhưng hắn thật sự hoàn lương rồi. Thế mà thói đời, chẳng ai tin và đủ bao dung cảm thông cho hắn. Ở thì người ta bảo hắn nói dối thì là nói dối, hắn giả tạo thì là giả tạo. Thế thôi, hắn bỏ đi biệt xứ cho biết. Còn ở cái đất thủ đô hoa lệ này, không ai biết hắn liều mạng và máu mặt cỡ nào cả, bởi hắn đối với mọi người chỉ ở mức xã giao và thường sống kín tiếng, sáng đi sớm, tối về khuya. Bẵng đi 2 tháng, hắn vẫn đi làm từ lúc trời còn tờ mờ đến tối mịt. Một hôm, hắn mang ở đâu về một đứa trẻ con tầm vài tháng tuổi. Ai hỏi cũng bảo nuôi giúp bà chị họ bị chồng bỏ, phải đi làm ăn xa để trả nợ. Từ ngày có thằng nhỏ này, nhà hắn sum tụ hơn hẳn. Tiếng khóc trẻ con, tiếng cười giòn giòn của mấy ông bà hàng xóm cứ rầm ràn cả lên. Người ta thấy thương đứa trẻ mệnh khổ, càng thương cái cảnh thanh niên chưa vợ chân tay vụng về mà xúm xít giúp đỡ, truyền thụ kinh nghiệm. Thằng nhỏ lại được cái nét ngoan ngoãn, ít cáu kỉnh, nên ai nhìn thấy cũng mến, cũng yêu. Nhờ vậy mà tình làng nghĩa xóm cũng ngày càng khăng khít, không còn xa cách như trước. Hắn xin phép nghỉ ở công ty 1 tuần để làm quen cuộc sống gà trống nuôi con trước khi tìm được nơi trông trẻ đáng tin cậy. Hắn học cách chăm sóc ấm bồng trẻ con, học cách cho ăn và ru ngủ. Một ngày của hắn toàn vùi đầu vào bỉm vào sữa. Ôi ôi, coi vậy mà khó nhằn hơn đi đua xe và đánh đấm nhiều. Nhiều lúc hắn bị thằng nhỏ chơi xấu, vừa mở bỏ bỉm chưa kịp thay, nó đã tát ngay một luồng nước ấm ấm ngây ngấy vào đầu mặt hắn. Tức thôi là rồi, mặt hắn cau có, bực bội không để đâu cho hết. Vậy mà cái thằng nhỏ kia vẫn cứ tét miệng ra cười trêu hắn. Nếu là mấy con nợ thì hắn cho ăn đấm vỡ mồm chứ chẳng chơi. Thế nhưng không hiểu sao, nhìn thấy nụ cười bé bỏng kia, hắn như bị tan chảy con tim. Thứ cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi xâm chiếm toàn bộ cơ thể hắn, xua đi cái băng giá lạnh lùng ngự trị trong lòng hắn bấy lâu. Chẳng lẽ vì đứa trẻ này giống hắn? Đúng là giống hắn, sống ở chỗ đều bị gia đình bỏ rơi, tự sinh tự diệt. Hắn khẽ suy tư vài giây rồi chắc mẩm, đúng là như thế rồi. 1 tuần trôi qua nhanh như chớp, hắn tiếc hủi hụi cái công việc của ông bố hở. Nhưng hắn phải trở lại xưởng để làm việc, để kiếm tiền nuôi thân cho 2 bố con hắn. Được cái thằng nhóc dễ thương, nên có bà chị ở cách đó mấy căn đang nuôi con nhỏ nhận chồng giúp luôn. Hắn mừng như bắt được vàng, lòng tin càng thêm củng cố vào ngày mai tươi sáng. Lại 1 tháng nữa trôi mau, hắn vẫn đi làm đều đặn, người trông trẻ giúp cũng vẫn nhiệt tình. Đứa bé ấy cứ như đứa con chung ở cái chung cư này vậy. Bố đi làm nhé. Hắn hôn nhẹ lên trán thằng bé cái chụt, rồi đánh xe ra đầu ngõ. Vừa đúng lúc phát hiện một người phụ nữ lấp ló nhìn hắn. Này chị kia, chị nhìn gì thế? Tôi... Người phụ nữ khuôn mặt đỏ ửng, lúng túng không nói nên lời. Mãi đến khi hắn nổi điên quát ầm lên, thì chị ta mới giật mình lắp bắp. Cậu... Làm ơn cho tôi xin lại thằng bé. Hắn há hốc mồm, mặt mày xám xịt.
trong trắng mắt phơn phớt những đường gân máu đỏ ngầu. Hắn vội vã nhìn quay phắt tứ phía, rồi cuống cuồng bảo chị ta qua quán nước bên đường nói chuyện. Là mẹ nó thật à? Hắn hỏi bằng giọng điệu cộc lốc. Phải, tôi là mẹ. Người phụ nữ vẫn cúi gằm mặt khi nói chuyện cùng hắn, tay vò vò vạt áo đến nhăn nhúm. Tại sao lại bỏ? Là tôi sai, tôi thiếu suy nghĩ. Tôi biết lỗi rồi, cậu cho tôi xin. Hắn đập bàn cái bộp, giọng càng lớn tiếng cắt ngang lời người phụ nữ kia. Lấy gì chứng minh? Tại sao lại biết mà tìm thằng này? Người phụ nữ giật bắn mình, tay run run, mắt đã nhòe lệ. Trong cơn nghẹn, chị thò tay vào chiếc túi sách cũ kỹ sứt một bên dây, lấy ra một xấp hồ sơ bệnh án. Nó bị bệnh tim bẩm sinh, còn tôi chỉ là một người mẹ đơn thân nghèo nàn, làm gì có tiền chữa trị. Một phút yếu lòng thiếu suy nghĩ, tôi đã đem nó bỏ đi. Hôm đó tôi nhìn thấy cậu bế nó đi và đã len lén theo sau. Hít một hơi thật dài để ngăn lại nỗi nghẹn ngẹn, người phụ nữ mới nói tiếp. Nhưng khi quay về, lòng tôi không phút giây nào được yên. Tôi cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Tôi muốn được chăm sóc nó, xin cậu. Cầm tờ bệnh án kia đưa lên ngang tầm mắt, tay hắn run run, lòng hắn xót xa một cách kỳ lạ. Chưa bao giờ hắn trải nghiệm qua cảm giác tồi tệ như thế, ngay cả khi hắn bị chính người thân xua đuổi, khinh miệt. Láo toét, thằng nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như thế, chẳng có chút gì gọi là bệnh với hoạn cả. Lần này hắn càng giận hơn, quát một câu thẳng thừng, rồi cầm luôn tờ bệnh án bỏ đi một nước đến công ty, mặc cho người phụ nữ phía sau cảm thấy mặc cảm tội lỗi bủa vây như thế nào. Chiều hôm đó, hắn xin về với lý do đau dạ dày. Suốt buổi sáng, hắn chẳng có tâm tư làm việc, trong đầu toàn luẩn quẩn những câu nói của người phụ nữ, cùng hình ảnh tờ bệnh án. Trên đường về, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó. Hình như mấy hôm trước mọi người có kháo nhau về tình hình cân nặng của thằng nhỏ. Cũng ngoan ngoãn ăn ngủ như ai, mà sao còi cọc quá, mãi chả thấy lên cân. Bà chị trông trẻ giúp thì nói, nhìn thằng nhỏ có vẻ xanh xao, hơi thở nặng nhọc, hoàn toàn không giống cu con nhà cô ấy. Có người còn bảo, hắn nên đưa thằng nhỏ đi khám xem có bệnh tật gì không. Hắn cũng định bụng thêm mà mãi, chưa sắp xếp được thời gian, lại thêm thằng nhỏ vẫn vui chơi bình thường nên không vội. Thế mà cuộc nói chuyện hôm nay như tin sét đánh vậy. Không lẽ có bệnh thật? Mà đã chắc gì người phụ nữ kia nói thật, hoặc là chị ta đem tờ bệnh án giả mạo để lừa hắn thì sao? Ôi ôi, chắc điên mất. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, hắn sổ ga thật nhanh để mau chóng về nhà. Chẳng phải vì hắn không chịu được cái tiết trời oi bức ấy, mà bởi vì hắn gấp rút với một nỗi lo khác, cũng như phải kiểm chứng một vài vấn đề. Ơ, sao hôm nay chú về sớm thế? Bà chị hàng xóm ngạc nhiên khi hắn sổng sộc trở về giữa trưa. Hôm nay hết hàng nên em xin về sớm đưa thằng nhỏ đi khám bệnh chị ạ. Ờ, mà giờ nắng gắt quá, có gì thì đợi qua đầu giờ chiều hãng đi. Về lại giữa trưa ai mà làm việc cho chú? Ôi chết, em lo quá nên quên mất. Thôi thế em bế nó về nhà rồi chút nữa đưa đi luôn. Mà có chuyện gì làm chú lo đến hớt ha hớt hải thế kia? Hắn cười cười gãi gãi đầu rồi đáp. Có gì đâu chị, tại hôm trước mọi người có bảo em cho thằng cu đi khám, mà sẵn tiện về sớm nên đi luôn ấy mà. Bà chị gật đầu. Cũng phải, đi khám cho yên tâm. Thế nhá, nó đang ngủ, cậu bế cẩn thận kẻo nó thức. Hơn một giờ chiều, hắn tay xách nách mang bế cu con đi viện cách đó vài cây số. Sau một hồi thăm khám, hắn được mời ra ghế chờ kết quả. Hắn hồi hộp lắm. Gớm, đùa xe như trêu đùa với tử thần mà hắn còn không hồi hộp như vậy. Nhìn thằng nhỏ ngủ ngoan trên tay, hắn chép miệng tự nhủ. Vớ vẩn, con bố thế này mà bảo bệnh, đồ thần kinh con nhỉ. Con mẹ đó hẳn là lừa đảo bố con mình đây mà. Bố mà gặp con mẹ đó lần nữa là bố đập, mặc kệ phụ với trả nữ. Nói rồi hắn cười hề hề, tự nhiên lòng thấy bớt hồi hộp đôi chút. Chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn đã được gọi vào phòng khám gặp bác sĩ. Cuộc gặp gỡ cũng khá lâu, chẳng biết chính xác con số thời gian cụ thể là bao nhiêu. Chỉ biết khi hắn bước ra, mặt hắn vô cùng khó coi. Nếu để ý kỹ, sẽ nhìn thấy cánh môi hắn hơi giật giật và đáy mắt hắn hẳn lên tia đỏ lúc nào không hay.
1, 2, 3, 4. Hắn cứ ngồi đếm đầu thuốc lá trong cái gạt tàn cho đến khi hết hẳn một bao ba số. Đêm nay hắn khó ngủ quá. Đây là lần đầu hắn quay lại hút nhiều như thế. Kể từ khi hắn quyết tâm cai thuốc lá cách đây một tháng, hắn nghe bà chị trông trẻ bảo còn nít ngửi khói thuốc sẽ rất có hại. Thế là hắn cai. Đời hắn còn như vứt, có chết sớm hắn cũng chả sợ. Cơ mà, hắn thật sự lo cho sức khỏe của một đứa trẻ chẳng phải máu mủ. Hài thật, hắn từng nghĩ như thế. Đến khi hắn cai được 2 ngày, hắn lại nhủ, chẳng hài tí nào, đây là trách nhiệm của một ông bố. Đã khuya lắm rồi, thằng nhỏ cũng say giấc sau khi nốc no 2 cữ sữa. Thế mà hắn vẫn không chợp mắt được chút nào. Bên ngoài hành lang, khói thuốc vẫn theo miệng hắn phả ra từng đợt. Hắn nghiêng đầu vắt tay lên trán tiếp tục nghĩ ngợi. Thằng nhỏ thật sự có bệnh, một căn bệnh với chi phí đắt đỏ so với lương công nhân 3 cọc 3 đồng của hắn. Lại còn cần phải tích góp khoản lớn để có tiền phẫu thuật khi thằng nhỏ đủ độ tuổi. Tự nhiên hắn lại ước, giá như thằng nhỏ xuất hiện trước khi hắn chưa mua nhà nhỉ. Nếu vậy thì hắn thật sự có kha khá chứ chẳng đùa. Nghĩ đến đây hắn bật cười. Nếu hoàn hảo vậy thì làm gì có 2 chữ số phận nữa. Mà kể ra, lương mỗi tháng của hắn cũng đâu phải dành cho mỗi bố con hắn không thôi. Cái ông già vô tội bị thằng bạn hắn vì đua xe mà gây tai nạn, khiến ông ấy phải liệt 2 chân vẫn còn cần hắn lắm. Ông ấy không con không cháu, thằng bạn nối khố mồ côi thì đi xa mãi mãi. Nên hắn mùi lòng nhận trách nhiệm thay mà cưu mang luôn từ đó. Ôi, cái cuộc đời của hắn còn gì khốn nạn hơn. Chẳng biết cái quái gì xui khiến mà hắn toàn lo cho người dưng nước lã trong thiên hạ. Hắn thở dài thườn thượt. Vậy là người phụ nữ đó nói thật, ắt hẳn cũng là mẹ của thằng nhỏ không sai rồi. Nếu trả nó về với mẹ thì hắn không đành lòng, mà nếu không trả thì hắn quá ích kỷ. Dù gì người ta cũng là khúc ruột của nhau, hắn thì có là gì chứ. Nhưng mà không được, mẹ thằng nhỏ cũng nghèo khổ, thì lấy tiền đâu mà trị bệnh cho nó. Trời ơi, hắn điên mất thôi. Hắn ngồi suy tư rất lâu thì mới lục tục vào ngăn tủ lấy ra tờ bệnh án cũ hôm nọ. Hắn lật mặt trước mặt sau nhìn kỹ. Không mất quá nhiều thời gian, hắn cũng bắt gặp những nét chữ nguệch ngoạc như kiến bò. Là nó, một dòng địa chỉ viết tay. Hôm sau, hắn lại đi làm như thường lệ. Thằng nhỏ từ sớm đã được đưa đến nơi trông trẻ. Nhìn kỹ thì đúng là xanh xao thật. Nó nhỏ tí so với thằng cu con của chị chủ nhà. Dù trên giấy tờ bệnh án nó lớn tháng hơn, mà chị có hỏi nhưng hắn chưa dám tiết lộ bệnh tình, lo người ta sợ mang họa mà không dám nhận trông giúp nữa. Đợi hắn tìm được đường đi tốt nhất đã. Chú mày về đi, chú mày đã bị sa thải. Cậu tổ trưởng trong phân xưởng của hắn cất giọng oang oang. Về là về làm sao? Lý do gì mà bị sa thải? Còn lý do gì à? Nghỉ quá số ngày quy định mà không xin phép. Rồi, hắn bị tên này chơi đây. Cái thằng nó ỉ, nó dân địa phương, nên hễ không vừa mắt với công nhân nào là bày mưu kiếm chuyện để người ta bị đuổi. Còn nghe đâu, cả dòng họ nhà nó là dân anh chị máu mặt, ngay cả chủ quản cấp trên cũng phải kiêng nể nó vài phần. Từ đó nó được nước làm tới, mà ngặt nỗi ai cũng là con dân xa xứ, lo sợ đụng chạm đến nó thì sẽ chẳng còn đường làm ăn, đành phải ngậm bồ hòn mà đi nơi khác. Hắn ban đầu cũng phòng, nhưng tên kia từ đầu đến cuối chẳng hề gây khó dễ gì, cho nên hắn từ đó nới lỏng phòng ngự. Hắn còn nghĩ chắc mình không lọt vào tầm ngắm của tên đó đâu. Và lại dạo này nhà hắn có thêm thành viên mới, vui quá nên cũng không để ý mấy. Vậy mà cuối cùng vẫn bị chơi xỏ, tức thật. Chẳng phải hôm qua anh còn ngọt nhạt bảo tôi về đi anh lo cho đó sao? Còn đợt tôi nghỉ 1 tuần anh cũng bảo vậy đó thôi. Giờ nói tôi nghỉ không phép là cớ thế nào? Tên tổ trưởng cười sặc. Ôi giời, chú mày ăn gì mà ngốc thế hả? Ai làm chứng là tao nói với chú mày như thế? Tao bảo chú mày nghỉ không phép là nghỉ không phép, không bàn cãi gì nữa. Bụp. Lời của tên tổ trưởng vừa dứt, hắn đã đấm cho một phát vào mặt xịt cả máu mũi. Hắn không tranh cãi nhiều, hắn chỉ cần hành động là đủ. Hắn hiền với Phật chứ không hiền với ma. Chắc tên kia mọi ngày thấy hắn ít nói, chỉ biết cắm cúi làm mà tưởng dễ ức hiếp. Lẽ đương nhiên, tên tổ trưởng bị một đòn bất ngờ thì cũng giận sôi gan tím ruột.
cậu ta liền nhảy bổ vào đánh tay đôi cùng hắn. Cuộc ẩu đả y xèo náo loạn cả phân xưởng. Sau khi được mọi người can ngăn, hắn và tên kia được mời lên văn phòng giảng hòa. Kết quả hắn vẫn bị sa thải, tên kia thì ở lại. Đúng là cuộc đời hắn khốn nạn thật, sa thải thì sa thải, hắn có mà thèm vào. Hắn chờ nhận lương xong thì hầm hầm ra về. Lúc đi ngang qua, tên tổ trưởng xấu xa còn bị dọa nạt. Mày giỏi lắm, đợi đấy, mày sẽ không thể sống yên ở cái đất này đâu con. Hắn nhếch mép, thế tao đợi nhé. Những ngày sau đó của hắn càng tồi tệ hơn. Sáng tinh mơ, hắn đã vác mặt đi khắp nơi để tìm việc, đến chiều tối mới về. Mà đời làm gì có chuyện dễ ăn của ai. Nếu không phải do hắn không gặp may thì cũng là có người đứng sau nhúng tay vào. Chết tiệt thật. Thấy hắn mấy ngày không đi làm, hàng xóm liền súng vào hỏi thăm. Hắn cũng không giấu giếm mà bảo mình thất nghiệp rồi. Thế là lại có người này người kia hứa giúp đỡ. Cơ mà khu chung cư cũ kỹ này cũng toàn công nhân lao động, nói thẳng ra là chẳng có tiếng nói. Lần này hắn giàu thật sự. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bố con hắn và ông già liệt chân chết đói mất. Lòng hắn buồn rười rượi. Trong lúc cùng quẫn, ý nghĩ trả thằng bé về cho mẹ của nó le lói. Buổi chiều, hắn nhờ bà chị hàng xóm trông giúp thằng nhỏ. Y ạch dẫn chiếc gem cũ ra khỏi nhà, định bụng sẽ đi tìm việc tiếp. Lần này hắn sẽ đi xa hơn xem thế nào. Vừa ra đến đầu ngõ, bà chị đã gọi với theo. Chú vào đây chị bảo. Hắn vâng dạ, dựng xe xuống vội vã đi vào. Có chuyện gì hả chị? Có công việc chú làm không? Là việc gì ạ? Chồng chị vừa gọi về nói có thằng em rể nó khuân vác ngoài chợ, bảo đang thiếu người, chú muốn làm thì chị giới thiệu qua đó cho. Thế thì tốt quá rồi, làm chứ chị, việc gì em cũng làm. Ừ vậy nhá, để chị bảo anh nói giúp cho. Vâng ạ, em cảm ơn chị nhé. Hắn cười tươi, rất tươi. Kể ra cuộc đời hắn vẫn còn gặp may. Giờ cứ có công việc là hắn làm, lương thấp cũng được. Hắn phải vượt qua giai đoạn khó khăn này rồi tính tiếp. Hắn đẩy xe vào, bế thằng nhỏ về nhà. Thôi không đi nữa. Thằng nhỏ có đôi mắt trong veo, nụ cười toe toét hồn nhiên, làm tim hắn rộn ràng quá đỗi. Hình như hắn đã quen với cuộc sống của một ông bố thực thụ. Nếu như không còn có nó bên cạnh, chắc là sẽ trống vắng lắm. Công việc khuân vác hay bốc xếp ở chợ đòi hỏi thời gian nửa đêm về sáng, cho nên hắn rất phân vân về tình cảnh của thằng nhỏ. Bà chị hàng xóm thì bảo không vấn đề, giờ đó nó ngủ cùng chị và cu con cũng ổn. Tuy chị tốt tính nhưng hắn vẫn rất ái ngại, nhất là cái khoản chị không hề nhận tiền công từ hắn. Với cả càng nhìn mẹ con chị ấy quấn lấy nhau, hắn thương thằng nhỏ quá. Có khi nào thằng nhỏ cũng biết tủi thân hay không? Hắn nghĩ cả đêm rồi ngủ lúc nào không hay. Mãi khi thằng nhỏ khóc ré lên, hắn mới giật mình ngồi bật dậy. Trời cũng đã sáng bừng. Hắn luống cuống nấu ấm nước pha bột rồi thuần thục bón cho thằng con từng thìa nhỏ. Xong xuôi đâu đấy, hắn soạn hết quần áo, thuốc men và sữa bỉm cho vào túi, rồi bế thốc nó lên cái điệu mà hắn mới sắm cách đây mấy ngày. Trên tay hắn cầm sẵn tờ bệnh án cho vào túi áo. Hắn nghĩ kỹ lắm mới quyết định, dù lòng có chút tiếc nuối, nhưng không sao cả, hắn vẫn sẽ cưu mang nó mà. Hắn đưa tay xoa đầu nó rồi bảo, con trai bố vẫn cần có hơi ấm của mẹ mà nhỉ. Bố tạm gửi con ở nhà mẹ con, để bố đi kiếm tiền nhé. Bố yêu con. Không biết thằng nhỏ có hiểu được những lời hắn nói không, mà cứ thấy nhoẻn miệng cười, tay chân vẫy đạp thích thú. Chắc là do lần đầu ngồi điệu, tự dưng hắn thấy lòng xót xa quá đỗi. Trên chiếc xe cà tàng, hắn đèo thằng nhỏ chạy băng băng trên đường, chốc chốc lại cúi xuống hôn vào trán nó cái chụt. Thằng nhỏ vui lắm, cười suốt, nhưng hắn lại chẳng thể nặn ra nổi một nụ cười tươi. Lần theo địa chỉ ghi trên tờ bệnh án, không mất quá nhiều thời gian hắn cũng tìm đến nơi. Ở đây cũng hơi xa đấy, chẳng hiểu chị ta nghĩ gì mà mang theo thằng nhỏ cả đoạn đường xa như vậy để đến bỏ con chỗ hắn, đúng thật là... Phòng số 5, nhà trọ Ánh Dương. Hắn lẩm bẩm đọc lại địa chỉ rồi nhìn lên tấm biển phía ngoài để tránh nhầm lẫn. Cả dãy có vài phòng trọ mà căn nào căn nấy cũ nát sập sệ. Đối diện là nơi dành để đổ phế thải đã bốc mùi khó chịu. Vậy là mẹ thằng nhỏ khốn khó, đúng như lời chị ta nói. Chứ nếu mà có tiền, chẳng ai đi ở cái khu này cả. Hắn xuống xe,
Tiệu thằng nhỏ đi giết vào căn phòng số 5, cũng là căn phòng cuối cùng của dãy trọ. Cửa khóa ngoài, trên cánh cửa thiếc có dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn trắng. Còn phòng trống. Thế là thế nào? Chị ta chuyển đi rồi à? Hắn tặc lưỡi, một mình lẩm nhẩm tiếc nuối. Trong lúc còn đang loay hoay, hắn nghe có tiếng người đi đến. Một cô gái ăn mặc gợi cảm bước lại hỏi. Anh tìm chị gái ở phòng này à? Vâng, cô cho tôi hỏi. Chị ấy không còn ở đây nữa à? Cô gái khẽ nhếch môi, lấy chìa khóa mở cửa căn phòng số 4. Chị ấy bị đuổi đi rồi. Sao lại bị đuổi? Thì không có tiền đóng trọ bị đuổi chứ sao? Thế cô có biết chị ấy đi đâu không? Không biết. Hắn gật đầu cảm ơn cô gái rồi quay ra. Lúc ngồi lên xe, hắn hôn lên đầu thằng nhỏ và thì thầm vào tai nó. Thế thì bố đành phải chờ mẹ con đến tìm vậy. Nếu mẹ con không đến nữa thì xem như ông trời đã sắp đặt bố con ta ở cùng nhau rồi. Phía sau, cô gái kia nhìn bóng lưng bố con hắn khuất dạng rồi mới bước vào trong. Trên môi là một nụ cười mỉa mai. Bà gái già này coi vậy mà tốt số nhỉ? Có trai đẹp đến tận nhà tìm cơ đấy. Ngày đầu đi làm của hắn trôi qua thuận lợi, ngoại trừ cái mùi tanh tanh của cá, cái chất rìn rít của nước biển làm hắn chưa quen lắm. Còn đâu thì ổn cả. Xăm chục cân cá khi vác trên vai đối với hắn không thành vấn đề. Anh em làm việc ở đây lại hòa đồng tốt tính nữa. Hắn cười nhiều hơn. Khi nào mệt hắn lại nghĩ đến thằng nhỏ ở nhà. Thế là quay ra khỏe du. Hắn không thể ngờ một đứa trẻ lại làm thay đổi cuộc đời hắn nhiều đến vậy. Hắn tập tành hút thuốc từ khi mới 12, trong đầu chưa bao giờ nghĩ đến việc cai nó. Thì giờ hắn nói cai là cai. Sau khi mua được căn nhà, hắn chỉ cần đủ ăn, đủ lo cho ông già miếng cơm qua ngày thì đã thấy ưng bụng. Thì giờ hắn muốn tiết kiệm nhiều thật nhiều để dành mà lo thêm thuốc thang và chạy chữa cho thằng nhỏ. Hắn đang làm đúng trách nhiệm của một ông bố mà có khi những ông bố khác còn chưa làm được. Báo đài đăng tin hả dầm chứ đâu. Có những ông bố vô trách nhiệm đến nỗi thấy con bệnh tật gia cảnh khốn khó là bỏ đi luôn một nước. Hắn xem hoài đến chán, còn chửi mắng những tên đó không đáng mặt đàn ông. Làm xong công việc thì trời cũng lờ mờ sáng. Hắn vừa ngồi nghỉ mệt vừa suy nghĩ miên man thì nghe có người đập tay vào vai gọi. Về thưa chú em, hôm nay cả đội làm tốt, hết cá sớm, về thôi. Hôm nào có lương thì anh em mình đi nhậu một bữa. Cậu em rể của bà chị hàng xóm đang tươi cười nhìn hắn. Vâng, thế có lương chúng ta làm một bữa. Em còn phải cảm ơn anh nhiều nữa cơ. Úi giời, khách sáo làm gì, toàn dân lao động mưu sinh cả thôi. Giúp được cho ai thì tôi cũng mừng. Thôi, tôi về trước nhé, vợ con đang chờ. Vâng, anh về ạ. Nhìn bóng lưng lom khom của người đàn ông dần khuất dạng, hắn mới đứng dậy ra về. Vừa đi được vài bước, từ phía sau có đứa bé gái chạy tới va vào chân hắn, ngã sóng xoài ra đất. Đứa bé khóc thét làm hắn cũng lúng túng. Chẳng biết con gái nhà ai mà để cho chạy chơi không trông nom thế này. Hắn lúi húi đỡ con nhỏ dậy, ngồi xuống lau nước mắt cho nó, hỏi thăm vài câu động viên. Công nhận con bé đáng yêu gì đâu. Chẳng hiểu từ bao giờ hắn lại mê trẻ con vậy nhỉ. Khi xưa nào có đâu chứ. Hay là hắn thực sự muốn có một gia đình rồi. Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc hắn đã quen với công việc mới. Công việc vất vả, đồng lương lại không nhiều, nhưng ít ra người hắn cưu mang không phải chết đói. Với cả hắn chịu khó được, tranh thủ xong việc buổi sớm, hắn đi về lại chạy vài cuốc xe ôm đến chiều tối. Thế là cũng qua ngày. Đôi lúc hắn cũng túng, nhưng may có hàng xóm thương tình và anh em làm chung giúp đỡ rồi cũng qua. Ăn trước trả sau giết cũng thành quen, dù hơi khó chịu một chút, cơ mà hắn tự hào là chưa giật nợ của ai bao giờ. Sáng nay đi làm về, hắn sẵn tiện ghé qua nhà ông già. Hắn mua cho ông vài cân gạo và một ít mắm muối. Trên chiếc xe lăn cũ kỹ có nhiều chỗ đã hoen gì. Ông già nheo nheo mắt nhìn hắn rồi hỏi, mày đi làm ổn không? Hắn vừa cắm cho ông già nồi cơm vừa trả lời, cũng ổn, mà ông lo gì, kiểu gì tôi cũng không để ông đói. Thì tao hỏi thăm vậy, chứ tao thấy này mày gầy và đen quá, xem mà tầm bổ vào. Hôm nào chờ thằng cu qua chơi với tao bữa, lần trước chưa chơi nóng đít đã về rồi. Dạo này nó hay khò khè nhiều, ra nắng ra mưa tí, về bệnh nặng càng mệt hơn.
Thôi, hôm nào nó khỏe tôi chở qua. Này nó chậm chậm đứng chừng rồi, ghét lắm. Ừ, vậy cũng được. Nói với Sam ba câu nữa thì hắn về rước khách. Chờ khách được nửa đường thì hắn có điện thoại. Nhận tin thằng nhỏ bị sốt co giật được đưa đi viện mà hắn giật nảy người. Mặt hắn cắt không còn giọt máu, vội hối thúc khách xuống xe. Chị khách to béo mặt hầm hầm. Tôi đang vội lắm, cậu chở tôi qua đó rồi muốn đi đâu thì đi. Bà nói chứ, đi xỉ pa hút mỡ bụng chứ có phải làm giám đốc đâu mà gấp với vội. Việc của ông đây còn vội hơn bà nhiều. Hắn bực mình ngẫm nghĩ trong bụng nhưng cũng không dám lên tiếng trách móc, sợ mất lòng khách mối. Chị thông cảm, em có việc, còn em nó nhập viện nên em phải qua đó xem xét thế nào. Thì đã có người nhà cậu ở đó rồi, qua muộn chút có sao. Tôi gấp lắm, cậu không chở đến nơi thì đừng hòng lấy luôn tiền xe hôm qua. Thế thì tùy chị. Ờ, cái cậu này nghèo mà còn ra vẻ sang chảnh. Người phụ nữ ngang ngược này bắt đầu làm hắn nóng máu rồi. Đâu phải con bà nên bà đâu có sót. Thế giàu như chị, sao không đi taxi mà thuê cái thằng xe ôm cà tàng này chi vậy? Bắt xe khác mà đi cho sang nhá. Hắn lầm bầm mắng lại rồi quay xe bỏ đi một mạch. Bà ta tức tối chửi ầm sau lưng cho đến khi bóng hắn mất hút. Thằng nhỏ nằm trèo queo nơi phòng cấp cứu. Hắn nhìn mà xót vô cùng. Ngày bác sĩ nói sốt siêu vi gì đấy, mà sốt sao cao quá nên mới bị co giật. Giờ thì đã ổn rồi. Hắn thở phào, chỉ là bệnh tim của thằng nhỏ trở nặng thì hắn không biết xoay sở thế nào. Đúng là ở hiền gặp lành. Chị hàng xóm phải trở về lo cho cu con ở nhà. Lúc nãy vì đi vội nên gửi cho bà bác kế bên mà chưa kịp lo ăn uống gì cho thằng nhỏ cả. Thế là chỉ còn lại hai bố con hắn trông nhau ở viện. Vì thằng nhỏ có sẵn bệnh nền nên bác sĩ bảo ở lại viện theo dõi vài hôm. Xuống nhận phòng xong, hắn bồng thằng nhỏ qua đóng viện phí. Trong lúc ngồi chờ, hắn vô tình thấy một bóng dáng quen từ xa. Hắn nhìn kỹ rồi bế thằng nhỏ chạy theo gọi lớn. Chị gì ơi? Người phụ nữ nghe gọi thì theo phản xạ quay lại, thấy một thanh niên bế đứa bé trên tay đang đứng rất gần thì cả người sững sờ. Nơi lồng ngực nhói lên, hai hốc mắt bắt đầu tứa ra dòng lệ ấm. Đứng tần ngần giây lát, chị mới dần lấy lại bình tĩnh mà hỏi. Cậu sao lại ở đây? Hắn hít thở đều, đánh ánh mắt lên nhìn thẳng thằng nhỏ rồi đáp. Thằng nhỏ đang nằm viện ở đây, chị đi khám bệnh à? Không, con gái tôi cũng đang nằm viện, và nó bị làm sao hả cậu? Vừa rối rít hỏi, người phụ nữ vừa nắm lấy tay thằng bé rồi sờ lên mặt nó. Trong ánh mắt chứa đầy sự yêu thương lẫn hối lỗi. Sốt siêu vi thôi, không sao. Chị còn một đứa con à? Hôm trước tôi có đi tìm chị mà không gặp. Cậu đã đến tìm tôi ư? Người phụ nữ bất ngờ đến ngây người. Vâng, tôi tìm theo địa chỉ trên tờ bệnh án mà đến nơi mới biết chị không sống ở đó nữa. Bấy giờ người phụ nữ lại bật khóc. Từ ngày bỏ rơi thằng nhỏ, chị cứ dằn vặt bản thân mình mãi. Chị ăn năn muốn xin lại mà người ta không đồng ý, nên chị càng hối hận nhiều hơn. Chị đã từng có ý định quay lại để cầu xin hắn thêm lần nữa, nhưng chưa kịp thực hiện đã xảy ra biến cố. Bà chủ trọ không cho mẹ con chị tiếp tục khất nợ, thẳng tay đuổi cổ hai mẹ con ra đường. Chị cầm sấp vé số trên tay, nuốt ngược nước mắt vào trong, bán đi cho hết. Cố tìm một ít đồng lời mà năn nỉ người ta thuê căn trọ khác. Nhưng ngoài cái khu ổ chuột tồi tàn kia dám dung chứa mẹ con chị ra, thì còn nơi nào có thể nhận chị khi chị không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì hết. Ngay cả cái chứng minh thư chứng nhận quyền công dân cũng bị lão chồng cũ đốt sạch trong một cơn say rồi còn đâu. Thôi, ý nghĩ nhận lại thằng nhỏ của chị bị dập tắt từ đó. Kể ra nó ở cùng hắn còn được ăn ngon mặc đẹp. May nữa thì được chữa trị bệnh tình, vẫn hơn theo chị mà lang thang đầu đường xó chợ, chỉ có thể lấy gầm cầu làm chỗ che mưa che nắng. Hắn nhìn chị khóc thì có chút mủi lòng. Trước kia hắn cũng từng là kẻ lang bạt không nhà không cửa, nên hắn hiểu cảm giác của chị ta hiện giờ là như thế nào. Chị bế nó giúp tôi một chút, tôi qua kia nộp tiền viện phí rồi về phòng thăm con gái chị, hẵng nói chuyện sau. Chị đứng đây bù lu bù loa một hồi, người ta còn tưởng tôi ức hiếp chị đấy. Thật ngại quá, xin lỗi cậu nhé. Người phụ nữ vội đưa tay quệt nước mắt, nụ cười ấm áp hiện lên trên khóe môi, chìa đôi bàn tay chai sần ra bế thằng bé. Mẹ bế nào. Thế nhưng
Thằng nhỏ lạ người nên khóc ré lên sợ hãi, càng ôm chặt cổ bố nó không buông. Chị buồn bã rụt tay lại, lặng lẽ quay mặt đi, nhìn về phía ghế đá chị nói: "Thôi, tôi qua bên kia ngồi đợi cậu cũng được." Hắn gật đầu, rồi bế thằng nhỏ quay lại nơi đóng viện phí, vừa đi vừa dỗ dành. Sau lưng, nước mắt người phụ nữ lại thi nhau rơi xuống. Đóng xong viện phí, hắn bế thằng nhỏ theo chân người phụ nữ leo lên tầng 2 của khoa nhi. Ngày đầu hai hôm trước con bé ăn phải thức ăn hỏng nên bị ngộ độc, may là sức khỏe đã ổn, sáng mai có thể ra viện. Đến nơi hắn mới ngỡ ngàng, hóa ra hai chị em nhà nó chỉ nằm cách nhau có vài phòng, ông trời thật khéo an bài. Con bé khoảng 5 tuổi, người nhỏ thó đen nhẻm nhưng lanh lợi hoạt bát lắm. Thấy hắn đến, nó nhanh nhảu chào hỏi lễ phép, còn đưa tay vuốt vuốt má thằng nhỏ nựng nịu, giọng điệu ra vẻ người lớn: "Em bé đáng yêu và giống cu bê nhà mình mẹ nhỉ. Mà sao lâu rồi mẹ không dẫn con về nhà ông bà nội thăm cu bê thế ạ?" Câu hỏi ngây thơ của con gái như một nhát dao đâm vào trái tim đang rỉ máu của người mẹ. Cô bé ngây thơ đến tội nghiệp. Trong suy nghĩ non nớt ấy, nó nào đã biết đến hai từ ly hôn là gì. Nó chỉ tin rằng bố đánh mẹ nó nhiều nên mẹ nó không thể ở cùng nữa. Nó cũng chẳng hay ngày mẹ nó bế em bê đi xong lại thất thểu trở về tay không, là ngày em bê của nó bị vứt bỏ nơi xó xỉnh nào đó. Nó thật sự chỉ là một cô bé ăn chưa no, lo chưa tới. Thật sự chỉ tin vào những lời nói dối che đậy của mẹ nó. Mẹ con bé ngượng ngượng, hai má nóng bừng, càng lúng túng khi đứng trước mặt hắn. Chị cố giấu đi chút cảm xúc bất ổn ấy với đứa con gái, ngồi xuống vuốt tóc dỗ dành: "Ừ, thế thì con phải ngoan, đợi mẹ rảnh rụng đủ tiền, mẹ bắt xe đưa con về chơi với em bê nhé." "Vâng ạ, mẹ nhớ nhé, con nhớ em bê lắm. Giờ chắc em lớn rồi mẹ nhỉ?" "Ừ, em bê giờ chắc lớn, chắc là lớn bằng em bé của chú rồi đấy." Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ vào thằng nhỏ trên tay hắn, ánh mắt xót xa giấu đi bằng nụ cười gượng. Đứa bé gái ngây thơ reo lên: "Thế à? Thế thì con thích lắm ạ." Cô bé đáp xong lại đưa tay trêu trêu thằng nhỏ. Hai chị em nó làm như cũng có thần giao cách cảm hay gì, mà thằng nhỏ cũng vui vẻ không kém, chẳng tỏ chút gì là khó chịu cả. Nhìn hai chị em nó chơi cùng nhau, hắn tự nhiên thấy nghẹn nghẹn ở ngực. "Ờ thì chị em nhà người ta cơ mà, phải vậy chứ sao. Thế chú cho em bé cho mẹ cháu nuôi, để cháu có em chơi cùng, cháu chịu không?" Hắn thấy con bé đáng yêu nên trêu chọc nó, tưởng đâu nó cũng hào hứng mà đồng ý luôn. Ai ngờ mặt nó xị xuống, liền quay sang nhìn mẹ, nghĩ nghĩ một lúc rồi buồn bã lắc đầu: "Cháu thích chơi cùng em thôi." "Vậy là cháu không đồng ý à?" "Vâng, mẹ cháu nói không nuôi nổi em bê nên mới gửi về cho ông bà nội. Giờ nuôi em bé của chú mẹ cháu cũng không nuôi nổi đâu." Tự nhiên hắn thấy khóe mắt hắn cay, mà bên kia mẹ của nó cũng đã hít hít sống mũi, bần thần đến ngây người. Hắn vội xua đi sự ngượng nghịu của đôi bên bằng giọng cười vang: "Chú đùa thôi, em bê nhà chú đáng yêu thế này, chú sao nỡ cho đi chứ." Nói xong hắn thở phào nhẹ nhẹ một cái, có vẻ hắn hơi vô duyên khi hỏi một đứa trẻ con như vậy. Dẫu sao hắn cũng đã chữa cháy kịp thời, hắn lại nghĩ đến cái tên bê đáng yêu kia. May thật, trùng hợp là hắn cũng gọi thằng nhỏ như thế. Xem ra sau này nó có về bên cạnh mẹ nó thì cũng không quá bỡ ngỡ khi ai đó gọi tên nữa. Bóng chiều nghiêng ngả sau mấy sặng cây cao lớn, gió lạ lướt rì rào trên tán lá nghe vui tai đến lạ. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc ở bệnh viện vẫn không làm khó được sự hồn nhiên vui đùa của đám trẻ. Chúng tranh nhau cái cầu trượt bé nhỏ ngả màu, chen chúc nhau trên mấy chiếc xích đu kéo cả kéo kẹt. Thằng nhỏ chập chững đứng chựng bên chị của nó mà cười đùa không ngớt. Trên ghế đá, người phụ nữ và hắn cùng dõi theo hai đứa nhỏ, một người mang tâm trạng nặng nề vì sắp mất đi thứ gì đó quý giá, một người trong khoảnh khắc hạnh phúc lại đau đớn về nỗi niềm khó nói. "Chị sẽ nhận lại nó chứ?" hắn chợt lên tiếng hỏi. Mẹ thằng nhỏ giật mình, mặt mày lập tức thay đổi sắc diện. "Cậu không muốn nuôi nó nữa ư?" "Không phải vậy, chẳng qua là tôi thấy nó cần hơi ấm của mẹ. Tôi có thể làm bố đỡ đầu của nó. Hàng tháng tôi sẽ phụ chị một khoản nhỏ để lo thuốc thang cho nó."
Đôi mắt người phụ nữ rưng rưng. Nhận lại con đương nhiên là chị rất muốn, nhưng mà nói theo chị thì sẽ đi đâu, về đâu và ở đâu. Trong giây lát chị không biết nên làm thế nào cho phải, thành ra cướp úng mãi không nói được lời nào. Thấy vậy hắn lại hỏi, chị tính thế nào thì nói cho tôi biết. Tôi có thể để thằng bé ở chỗ cậu thêm một thời gian nữa không? Chứ giờ tôi đi bán vé số, sợ nó theo tôi cũng không chịu được mà sinh thêm bệnh. Đợi tôi thu xếp ổn mọi thứ tôi sẽ đến đón nó. Xin cậu làm ơn thì làm ơn cho chót, được không hả cậu? Mẹ thằng nhỏ không dám tiết lộ tình hình khốn cùng của hai mẹ con chị cho hắn biết. Chỉ có thể lấy lý do thế này, để thằng nhỏ được hắn giữ lại. Mà hắn ngẫm nghĩ những lời chị nói thì thấy có lý. Thôi thì hắn cũng chẳng muốn xa nó, nên gật đầu ưng thuận luôn. Chị ta mừng lắm, không ngừng chắp tay cảm ơn hắn rối rít. Hai mẹ con chị ấy được ra viện trước thằng nhỏ, nhưng nán lại để chăm nom và đỡ đần thêm cho hai bố con hắn. Hai ngày sau, con trai chị được xuất viện, cũng là lúc chị phải rời đi, hai người hai lối. Trước khi đi, hắn có dúi vào tay chị một ít tiền để tẩm bổ cho con gái, nhưng chị không nhận. Bịn dịn một hồi lâu thì chị cũng rời khỏi, nước mắt nuốt ngược vào trong, chẳng dám quay lại nhìn đứa con trai thêm lần nào nữa. Mấy ngày chỉ có tiêu tiền mà không có thu nhập. Lúc ra viện, trong túi hắn chỉ còn đúng 100.000. Nếu mà lúc nãy mẹ thằng nhỏ nhận số tiền đó thì coi như hắn rỗng túi. Hắn tự mỉa mai, đã nghèo mà còn rộng rãi. Tự nhiên miệng hắn tỏa ra một nụ cười chua chát khi nhớ đến lời mà mụ béo từng mắng. Hắn thở dài, nếu đã vậy thì bắt đầu kiếm tiền thôi. Hắn đựng thằng nhỏ lên chiếc ngực, sẵn tiện làm cuốc xe ôm chở khách xuất viện về nhà. May cho hắn, người ta thấy bố con côi cút lại cho thêm chút đỉnh, chứ không kỳ kèo ngã giá đồng nào. Ngày qua ngày, hắn quay lại chợ cá tiếp tục làm việc cật lực, đồng thời vẫn duy trì nghề xe ôm không nghỉ bữa nào. Thằng nhỏ đợt này cũng có trộm vía hơn chút, ít đau ốm hơn mọi khi. Hắn chỉ cầu có vậy là hắn yên tâm lắm rồi. Đôi khi, hắn cũng có nghĩ xa hơn một chút, muốn làm thêm gì đó để có nhiều tiền tích cóp dần cho thằng nhỏ. Cơ mà đối với một thằng chẳng có cái nghề ngỗng gì, ra ngô ra khoa như hắn thì đâu phải dễ. Lắm lúc, hắn nghĩ hay quay về con đường cũ, kiếm tiền sẽ nhanh và dễ biết bao nhiêu. Tuy nhiên, rủi ro thì cũng không phải ít. Hắn nhìn mấy vết sẹo lớn nhỏ trên người mà chẹp miệng. Thôi thôi, thế lỡ hắn mệnh hệ gì thì ai lo cho ông già và thằng nhỏ. Ngày xưa có thế đâu. Từ bao giờ mà một thằng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng lại trở nên hèn nhát như thế? Chẳng phải bởi vì hắn là một ông bố đó sao? Có một hôm lúc tờ mờ sáng, hắn vừa chạy xe ra khỏi chợ cá chưa bao xa, đã đụng trúng hai thanh niên đi trên chiếc quây độ. Đường thì vắng, mà hai người này lại chạy không chịu nhìn trước ngó sau. Từ trong hẻm phóng ra đột ngột thế này, thì sao hắn phanh xe cho kịp? May là hắn chạy chậm, nên cú đâm không quá mạnh. Tay lái hắn loạng choạng chứ không ngã. Nhưng hai người kia thì lật nhào lăn quay ra đường. Hắn vội dựng chân trống, định xuống xe đỡ hai người đó, thì bọn họ đã nhanh đứng lên, hùng hổ xông vào túm áo hắn chửi bới những lời lẽ tục tĩu. Hắn ra sức giải thích và xin lỗi, nhưng bọn họ không muốn nghe, còn bắt đền tiền, dù chẳng có hư hại gì về người và của. Chú mày phải đền tiền, còn không thì lên công an. Các anh muốn đền bao nhiêu? 10 triệu. Một tên mắt xích láo liên vò nhẹ bộ ria vài sợi lởm chởm ngã giá. Cái giá này chẳng có chút hữu hảo nào. Hai người này cơ bản không có hòa ý, chỉ có thể là muốn kiếm chuyện. Bấy giờ hắn mới chợt nhận ra cú đâm xe vừa rồi không hẳn là tai nạn bình thường, mà là có người cố tình sắp đặt để gây chuyện. Hắn đứng thẳng, hiên ngang nói dứt khoát. 100.000, lấy không lấy thì cút. À, mày cũng có khí thế lắm đấy, dám láo với ông này. Kèm theo lời dọa nạt là những cú đấm mạnh bạo lao đến chỗ hắn. Thế nhưng hắn cũng không vừa, thủ thế sẵn sàng để nghênh chiến. Hắn né sang trái, gạt tay bên phải, đỡ đòn trong chớp mắt. Bọn kia thấy vậy càng hăng máu hơn. Một tên liền quát lớn, tụi bay ra hết đi. Tức thì ba tên nữa đang nấp đâu đấy xong ra hỗ trợ. Cuộc ẩu đả không cần sức nhanh chóng tiếp tục diễn ra. Đã lâu lắm, hắn chẳng được thư giãn gân cốt bằng cách này.
Thôi thì hôm nay để hắn rèn luyện sức khỏe một phen. Hắn điên cuồng lao vào chống trả quyết liệt, còn mấy tên bị hắn đấm cho không trượt lên một phát, bật cả máu mồm lẫn máu mũi. Tuy nhiên số đông kia vẫn thắng thế hơn, hắn cũng bị phản công vài cước vào bụng và ngực đau điếng. Trong lúc còn đang loay hoay đỡ đòn hai tên phía trước thì đằng sau có một kẻ rút ra con dao bấm lao đến. Anh ba, cẩn thận phía sau. Hắn nghe có ai đó gọi tên Húy khi xưa của mình thì theo phản xạ liền xoay người né tránh. Con dao bấm nhọn hoắc sắc lẹm trượt vào bắp tay của hắn một vết cứa nông dài. Tên vừa hành sự bị thất thế nhào về trước nên hắn tiện đà đá luôn vào lưng gã, ngã chổng vó. Người vừa mới cứu hắn tránh khỏi nhát dao oan nghiệt cũng tức tốc xông vào tiếp ứng. Hắn lúc này giận tím người, càng hăng máu hơn, đánh đấm túi bụi vào đám người xấu. Cả hai phối hợp ưng ý, chẳng mấy chốc mà đã hạ gục bọn chúng một cách gọn gẽ. Cả bọn xấu xa nằm lê lết ra đường van xin. Hắn nhanh chân tiến lại túm áo một tên gặng hỏi: ai sai bọn bây làm chuyện này? Anh tha cho em, là thằng Tám. Thằng Tám nó thuê bọn em trả thù anh. Mẹ kiếp, quần khốn nạn. Quát xong hắn thả tên kia ra, đánh mắt về phía bên kia đường ra hiệu. Cút, tao mà thấy mặt bọn mày đến gây chuyện lần nữa là tao sẽ không tha đâu đấy. Người vừa ra tay nghĩa hiệp cũng vội tiếp lời cảnh cáo: bạn bây còn động vào anh ba lần nữa là xem như đối đầu thằng bảy sứt này, biết chưa? Vâng vâng, bọn em biết rồi ạ. Sau tiếng vâng vâng dạ dạ, cả bọn sợ hãi ngồi bật dậy nhanh như cơn gió. Kẻ thì lên xe rổ ga, người thì ba chân bốn cẳng chạy đi mất dạng. Trong quán cà phê đối diện, hai thanh niên từng sát cánh bên nhau một thời đang vui mừng sau cuộc hội ngộ bất ngờ. Từ lâu hắn chẳng còn liên lạc với bất cứ anh em nào. Khi đã hạ quyết tâm thay đổi là hắn cũng không màng đến thế sự ngoài kia nữa. Hắn đổi số điện thoại, dứt áo lên thủ đô để làm lại cuộc đời. Lắm lúc cũng nhớ nghề lắm, nhưng hắn nói được thì sẽ làm được. Hắn bỏ luôn từ đấy, âm thầm sống cho công cuộc hoàn lương của bản thân. Nếu không phải vô tình gặp nhau ngày hôm nay thì chưa biết bao giờ hắn mới có cơ hội gặp lại thằng Bảy Sứt này. Bảy Sứt cho một điếu thuốc mời hắn, nhưng hắn gạt tay từ chối. Gã hơi ngạc nhiên nhưng cũng dụi luôn mẫu thuốc trên tay vào cái gạt tàn. Anh ba này khác quá, anh mày bỏ thuốc rồi. Gã Bảy Sứt gật gù cười cười: cũng phải, bỏ được là một chuyện tốt chứ sao. Nhưng gã không ngờ là anh ba của gã lại chịu đựng được cuộc sống bình dị như thế. Trao đổi thăm hỏi thêm đôi ba câu nữa thì gã mới trùng vỡ lẽ. Hóa ra anh của gã lại là một kẻ đầy tình người. Trong một thoáng, gã thầm thương cho bản thân. Không phải ai cũng đủ dũng cảm và nghị lực như người anh này của gã. Và không phải đứa trẻ bị bỏ rơi nào cũng đều may mắn được cứu vớt như vậy. Như gã đây, trôi sạt từ ngoại thành heo hút lên đến tận nơi này, nhưng cũng không thể bỏ được cái nghề đua xe đánh đấm hái ra tiền đó. Cũng bởi gã nào đủ can đảm như hắn, chịu được sự rẻ biểu không dung thứ của xã hội, chỉ bằng có tiếng thì phải có miếng nó mới oai. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên Bảy Sứt sực nhớ ra điều gì đó liền gặng hỏi: mà sao anh lại gây thủ chuốc oán gì với bọn thằng Tám thế? Hắn thở dài ngồi nhìn xa xăm. Chú mày cũng biết nó à? Em biết chứ, hắn ở khu vực này ai mà chẳng biết, hống hách lắm. Nhưng mà nó biết anh hai báo nhà mình và cả em. Anh ba yên tâm, nó không dám động tới anh nữa đâu. Nó là thằng làm chung phân xưởng cũ với tao. Chính nó hại tao bị đuổi khỏi chỗ làm tốt, giờ phải đi chui giúp làm ở cái chợ cá tanh hôi kia kìa. Bảy Sứt ứa gan, đứng phát dậy đập bàn cái bộp. Thằng chó này, để xem em xử nó trả thù cho anh. Hắn thấy vậy liền kéo tay Bảy Sứt ngồi xuống ghế tặc lưỡi. Cái thằng này vẫn cứ bộp chộp y như xưa. Tao nói muốn trả thù bao giờ? Kệ nó đi, lần này có chú mày ra mặt là nó biết rồi. Còn dám động đến tao chắc? Bỏ đi, tao chỉ muốn bình yên lo cho thằng nhỏ thôi. Anh ba, anh thật sự thay đổi rồi, thật đấy. Bảy Sứt tức thời buông một câu cảm thán, liền bị hắn cốc vào đầu một cái mạnh. Trừng trị thói bộp chộp ba hoa cho chừa. Bảy Sứt ôm đầu nhăn nhó cười trừ. Anh ba gã tuy là có thay đổi thật, nhưng cái thói cốc đầu thì vẫn vậy. Gã lại hứng chí trêu đùa khiến cả hai bật cười nghiêng ngả. Gã và hắn luyên thuyên suốt nửa ngày đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong đó có đôi lần gã lân lê rủ hắn về bên anh hai báo để có tiền lo cho thằng nhỏ. Thế nhưng
hắn một mực từ chối. Bảnh Sứt thấy hắn kiên quyết như vậy thì cũng không nói nữa, trao đổi nhau số điện thoại liên lạc, cùng nhau giữ mối quan hệ thân tình. Hai người chào tạm biệt nhau lúc trời nắng như đổ lửa. Hắn nhíu mày nhìn lại vết thương nơi bắp tay, thổi thổi lên đó vài cái rồi chạy ù về nhà. Hôm nay mệt mỏi rồi, hắn cho phép bản thân mình được lười biếng một bữa. Hắn qua nhà chị hàng xóm đón thằng nhỏ, cùng nhau chơi đùa cho đến khi nó vào giấc ngủ trưa. Hắn xoa xoa đôi má gầy nhợt nhạt của nó, bất giác thở dài thườn thượt. Hắn nhìn nó rõ tội, trong đầu chợt vang lên lời đề nghị của Bảy Sứt. Khi nào cần anh cứ gọi cho em, anh Hai báo mà biết anh về thì sẽ mừng lắm. Trong đội hình chẳng có ai đua xe giỏi như anh cả. Trong giây phút suy tư lan man, miệng hắn bật ra thanh âm nặng nề. Hay là bố... Không, không được. Câu nói vừa thốt ra hắn liền khựng lại, không cho phép bản thân mình nghĩ thêm gì nữa. Không thể tiếp tục quay về con đường đó. Nếu như vậy thì công sức mấy năm nay của hắn đành đổ sông đổ biển hay sao? Sau lần gây sự đó, bọn thằng Tám cơ bản đã biết nhún nhường, không thấy làm phiền hắn thêm lần nào nữa cả. Hắn càng yên tâm hơn và hăng say làm việc kiếm tiền. May là ông trời thương hắn, ban cho sức khỏe tốt mỗi ngày để lo liệu mọi việc. 3 tháng trôi qua, hắn không thấy mẹ thằng nhỏ đến đón hay thăm lần nào. Hắn có hơi bận lòng đôi chút, chẳng lẽ chị ta lại lừa hắn? Cho đến một tối, khi hắn chở khách về nhà, vừa trả khách xong chạy một đoạn không bao xa, thì nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con phát ra từ bãi đất trống bên hông một con hẻm. Mới đầu hắn còn nghĩ con nhà ai hư hỏng bị đánh đòn, nhưng sau đó hắn lại nghe tiếng bé gái va nài. Chú ơi, đừng đánh mẹ cháu nữa, đừng đánh nữa mà. Lòng hiếu kỳ tự nhiên khơi dậy, thêm nữa là hắn không thể thấy người khác gặp nguy mà có thể làm ngơ, đặc biệt là phụ nữ. Hắn phi xe thẳng tới, đúng là bắt gặp 2 thanh niên xăm trổ đang tát mấy cái vào mặt một phụ nữ, bên cạnh là một bé gái nhỏ thó đang kéo kéo tay bọn chúng khóc lóc cầu xin. Do ánh đèn đường xa xa hiu hắt không đủ soi sáng bóng đêm đen kịt, nên hắn cũng không nhìn rõ mặt của một ai, mà hắn cũng chẳng quan tâm gì, chứ đánh phụ nữ là hắn rất khinh. Nhanh như cắt, hắn nhảy vào can bắt kịp cú tát trước khi bàn tay của tên lưu manh đó đáp xuống mặt chị ta. Hắn hất tay gã ra, gằn giọng: có chuyện gì từ từ nói chứ, sao lại đi đánh phụ nữ thế hả? Người phụ nữ được giải cứu nhanh chóng quay sang ôm con gái thút thít, còn hắn đứng ngay ngắn trước mặt chị ta che chắn. Bọn kia thấy có người vác tù và lo chuyện thiên hạ, bèn quát lại: chuyện của bọn tao không liên quan đến mày, mày là thằng nào mà dám đứng ra cản trở? Hắn nhếch môi cười nhạt: trên đời này tao ghét nhất là đàn ông bắt nạt phụ nữ và trẻ con, ngứa mắt thì vào can chơi thôi, được không? Hai tên kia tức nổ đong đóm mắt, nghiến răng chửi bới những lời thô tục, rồi hiệp lực xông vào trừng trị hắn. 3 người 3 chiến tuyến nhanh chóng phô hết các kỹ năng đánh đấm vào đối phương. Người phụ nữ thấy ẩu đả thì sợ hãi, không ngừng bảo mọi người dừng tay, lo nếu sơ sẩy có án mạng thì càng nguy. Tuy nhiên, cả 3 càng đánh càng hăng máu, những lời cảnh báo của chị ta cơ hồ không có tác dụng. Chị ôm chặt đứa con gái, tay chân thi nhau run lẩy bẩy. Sau một hồi hắn cũng hạ gục đối phương, một tên bị hắn đánh nằm bẹp ra đất chưa thể gượng dậy ngay, vẫn còn quằn quại ôm bụng rên rỉ, một tay thì bị hắn khóa tay ra sau sợ sệt van xin: xin lỗi anh, bọn em có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, anh tha cho em. Nói đi, tại sao lại ức hiếp đàn bà trẻ nhỏ? Tại họ nợ tiền bọn em. Nợ bao nhiêu mà không thể thương lượng, đến mức phải ra tay đánh người thế hả? 5 triệu là 5 triệu ạ. Lúc này nghe tên kia nói vậy, người phụ nữ liền tức tốc xen vào: cậu nói bậy, ban đầu tôi chỉ vay 2 triệu, chính các người đã tự tính lãi lên gấp đôi. Khi nghe người phụ nữ phân trần, hắn bất giác quay lại nhìn, bớt chợt đôi mày hắn nhíu lại, sóng mắt dừng nơi 2 mẹ con chị ta bằng vẻ ngỡ ngàng. Là mẹ của thằng nhỏ con hắn đây mà. Người phụ nữ từ đầu đến giờ cũng chưa kịp nhìn rõ mặt ân nhân của mình, cho đến lúc này đối diện với nhau, chị mới bất ngờ nhận ra người quen. Chị vừa ngại ngùng vừa thấy xấu hổ khi để hắn phải chứng kiến cảnh tượng này, nên im vặt không nói nữa. Còn gã lưu manh đang bị hắn áp chế cũng gần cổ cãi lại: ban đầu vay bọn này thì cũng nên biết như thế chứ. Gã nói xong liền cụp đôi mắt,
nói lý nhí trong miệng đủ để hắn nghe thấy. Anh tha cho bọn em cũng chỉ là đòi nợ thuê. Một tiếng đòi nợ thuê đập vào tai hắn như khơi lại bao kỷ niệm xưa cũ. Tuy là hắn đã hoàn lương nhưng cũng hiểu cho nhiều hoàn cảnh bất đắc dĩ. Nếu đã làm thì trách nhiệm phải sao cho tròn. Ở lâu trong cái xã hội bị người đời phỉ nhổ ấy, hắn mới biết có rất nhiều loại người. Không phải ai cũng vì thỏa mãn ăn chơi, mà đôi khi còn là cùng cực mới đi đến quyết định đó. Hắn đột ngột buông tay khỏi người gã lưu manh rồi hỏi: bọn mày làm cho ai? Có biết Bảy Sứt và anh Hai Báo không? Hai tên kia nghe hỏi lập tức trố mắt nhìn hắn, vác cái mông ê ẩm đứng dậy rồi hỏi: anh biết anh Hai Báo à? Bọn em làm cho anh ấy. Hắn tức giận giơ nắm đấm lên dọa: thật không? Bọn mày dám láo với tao à? Quy tắc của anh Báo là gì? Bọn bây nói xem. Anh ấy cho phép bọn bây ức hiếp đàn bà trẻ nhỏ à? Cả hai gã lưu manh lập tức biến đổi sắc mặt. Đương nhiên là quy định bất di bất dịch của đại ca bọn chúng là không hành động như vậy. Chẳng qua là chúng nôn nóng muốn lập công mà phá vỡ quy tắc. Thường bọn chúng chẳng cho phụ nữ vay bao giờ. Con đàn bà này là một trường hợp ngoại lệ. Khi người đứng ra vay là một gã đàn ông bảo lãnh cho chị ta, bọn chúng không đòi được người kia vì gã trốn đi biệt tích. Mà nếu không có tiền mang về thì làm sao chúng chia chác để đi ăn chơi. Vì lẽ đó mà bọn chúng làm liều, không nghĩ đến hậu quả nếu bị phát hiện sẽ phải dùng một ngón tay đánh đổi. Khi nghe người đàn ông này nhắc nhở thì bọn chúng biết hắn cũng không phải là người bình thường, ắt hẳn có mối quan hệ gì đó với đại ca chúng, liền quỳ xuống lạy lục xin xỏ: xin anh đừng nói cho anh Hai Báo biết chuyện, xin anh giơ cao đánh khẽ với bọn em ạ. Hắn lìa mắt nhìn hai mẹ con đang ôm nhau sợ sệt rồi nói: muốn tao không nói cũng được, vậy bọn bây biết cần phải làm gì rồi chứ? Hai gã đàn ông nhìn người nọ mặt méo mó đến tội, sau một hồi bọn chúng cũng chịu lên tiếng. Một tên đứng ra trước giọng điệu e dè: bọn em biết rồi ạ, bọn em. Tên kia thấy đồng bọn lề mề liền tát vào đầu gã một cái, miệng gầm gừ: còn không mau lấy ra, muốn mất ngón tay hay gì? Nghe đồng bọn hù dọa, gã sợ xanh mặt liền run rẩy thò tay vào túi quần lấy ra tờ giấy nợ viết tay. Trên đó có ghi đầy đủ số tiền cả gốc lẫn lãi của người vay. Gã trông chừng không muốn đưa tờ giấy kia cho hắn, động tác có phần chậm chạp tiếc nuối. Tên kia thấy vậy bèn giật phăng tờ giấy trong tay gã, kính cẩn dúi vào tay hắn: đây là giấy nợ của chị ta, em gửi anh ạ. Hắn cầm lên quan sát, gật gật đầu rồi nhanh tay xé tờ giấy manh mún, khiến hai gã kia nhìn theo tiếc đứt ruột. Nhưng mà bọn chúng không còn cách nào khác, muốn không bị đá ra khỏi tổ chức, càng muốn bàn tay được lành lặn hơn, thì bọn chúng đành nhịn ăn mà trả nợ thay, coi như tất toán số tiền này với anh Báo cho xong việc. Xong xuôi đâu đó, bọn chúng tức tốc rời đi trước ánh mắt hài lòng của hắn và sự ái ngại của người phụ nữ. Chị ta cúi thấp đầu cảm ơn rối rít, đôi mắt thì đỏ hoe vì xúc động. Thấy vậy hắn mới hỏi: sao chị lại đi vay tiền của bọn chúng làm gì? Trước khi vay phải tìm hiểu kỹ chứ. Tôi vay họ lúc con gái nằm viện, khi đó tôi nào có đồng nào trong túi, còn tôi lại không có bảo hiểm nên tốn tiền không ít. Vì vậy tôi liều đi vay một người đàn ông bán nước gần chỗ tôi ở, mà ông ấy cũng không có tiền nên mới dẫn tôi đến vay bọn họ. Còn đứng ra bảo lãnh giúp thì họ mới cho vay. Tôi đang túng nên cũng đâu có nghĩ được nhiều như vậy chứ. Nghe chị ta giải thích một hồi thì hắn mới vỡ lẽ. Người hiền lành như chị thì sẽ không hiểu hết cái thế giới ngầm đáng sợ đó đâu. Cho nên hắn tốt bụng mà dặn dò chị, làm việc gì cũng nên cẩn thận một chút, đồng thời cũng đánh tiếng: thế giờ hai mẹ con ở đâu, tôi trở về cho. Thôi, không cần đâu cậu, tôi cũng ở gần đây thôi, mẹ con tôi tự đi về được rồi, không thể làm phiền cậu hơn nữa, tôi ngại lắm. Người phụ nữ lật đật từ chối thành ý của hắn, nhưng con bé bên cạnh thì nhăn mặt nói: mẹ ơi, nhưng giờ con mỏi chân lắm, con đi không nổi nữa. Chút mẹ cõng con, không được làm phiền chú. Mẹ bé gái lúng túng quở trách nó. Con bé tủi thân nhìn hắn mếu mếu mà không dám nói thêm lời nào. Hắn biết ý liền bế con bé lên dỗ dành: không sao đâu, chị đừng có mắng cháu, hai mẹ con lên xe đi, chị đang ở nhà trọ nào. Bấy giờ người phụ nữ lại ấp úng, chưa biết trả lời thế nào thì đứa con gái mồm miệng nhanh nhẹn chỉ tay về phía trước, tíu tít nói:
Con và mẹ không có nhà, con ở dưới cái cây cầu phía trước đó chú. Chị ta dù có muốn giấu thế nào thì cũng không kịp bịt miệng con gái mình. Vô tình làm cho bí mật mà chị không muốn hắn biết nhất cũng chẳng thể giữ được. Chị trầm mặc, hắn cũng ngẩn người mất vài giây. Không khí ngượng nghịu bao trùm, phải chăng đây chính là lý do chị ta không quay lại đón thằng bé? Hắn yêu thằng nhỏ bao nhiêu thì lại thương cảm cho mẹ và chị gái nó bấy nhiêu. Hắn hỏi, đây là lý do chị không quay lại đón thằng nhỏ? Nhẹ gật đầu, mắt người phụ nữ ấy lại rơm sớm đỏ hoe. Chị không giải thích nhưng hắn hiểu. Hắn quá hiểu nữa là đằng khác. Chị ta cũng là bất đắc dĩ. Trong tình cảnh này, không người mẹ nào nỡ để đứa con bệnh tật đi theo chịu khổ, trong khi nó đang được gửi gắm ở một nơi tốt đẹp hơn nhiều. Người phụ nữ ấy lầm lũi bế lại đứa con gái, cõng nó ra sau lưng rồi nói lời từ biệt hắn. Vẫn là câu nói cũ, vẫn là lời cầu xin hắn thương tình cứ mang đứa nhỏ. Chị nói xong thì lặng lẽ quay đi. Trên lưng mẹ, bé gái quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt hồn nhiên trong veo, nở nụ cười tươi vẫy tay với hắn. Nó thích được ngồi xe máy lắm, nhưng nó càng không muốn mẹ nó buồn hơn, đành ngoan ngoãn vâng lời theo mẹ đi về. Chị có muốn ghé nhà tôi thăm thằng nhỏ một chút không? Hắn bất ngờ lên tiếng hỏi khiến chị khựng lại bước chân. Tim chị đột ngột nhói đau từng cơn. Chị rất muốn khóc nhưng cố ngăn nó lại. Chị ngoảnh lại nói với hắn, để hôm khác tôi ghé, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nói xong chị lại quay đi. Phía sau hắn vẫn không ngừng gọi. Chị tính sống lang thang mãi như thế à? Chị vẫn không trả lời mà lầm lũi bước về trước, vờ như không nghe thấy. Hắn thấy khá bứt rứt vì không biết nên giúp chị thế nào. Nếu hắn nói muốn cho chị ở nhờ thì cũng chưa chắc chị đồng ý. Từ mọi chuyện hắn biết, đương nhiên hắn nhìn ra được chị cũng là người có lòng tự trọng. Suy nghĩ chợt thoáng qua, hắn bất ngờ nhanh chân chạy theo, chắn ngang trước mặt chị và mở lời. Chị không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho con gái chị. Tôi cho chị mượn tiền, chị mướn một căn trọ mà ở. Khi nào có tiền chị trả tôi là được. Nói xong, hắn vét sạch túi, nhét vào giỏ sách của chị 1 triệu, rồi chạy một mạch giao xe phóng đi. Chẳng kịp để chị kỳ kèo thêm giây phút nào cả. Mặc chị gọi ý ới phía sau, hắn cũng không quay đầu nhìn lại. Chị ngẩn ngơ một hồi lâu, nước mắt thì nhau rơi xuống khóe môi mặn chát. Mãi đến khi đứa con gái liên tục gọi mẹ, chị mới định thần. Chị kéo tay con bé nâng lên cao cho khỏi trượt khỏi tấm lưng bé nhỏ, cười cười nói với nó, chúng ta đi tìm chỗ ở nhé. Trời bắt đầu vào đông, rét căm căm. Sức khỏe của thằng nhỏ vốn đã không tốt, càng khó mà chịu được những cơn lạnh tê tái da thịt. Nó viêm phổi triền miên, vào viện ra viện như cơm bữa. Công việc ở chợ cá lại không thể chào đón hắn như trước được nữa. Hắn đành phải nghỉ việc, gắn bó duy nhất với nghề xe ôm để có đồng ra đồng vào. Túng càng thêm túng. Những hôm thằng nhỏ khỏi bệnh thì hắn lại cày ngày cày đêm để cho đủ miếng ăn. Trước đó, hắn đã thú nhận với trưởng khu phố rằng đứa bé ấy bị bỏ rơi, được ông thương tình giúp đỡ để hắn hoàn tất thủ tục, trở thành bố nuôi hợp pháp. Từ đó thằng nhỏ cũng có được cái bảo hiểm lận lưng, đỡ đần mỗi khi nó ốm phải vào ra thăm viện. Đây là lần thứ 3 thằng nhỏ nằm viện trở về. Nhìn nó xanh xao tiểu tụy mà lòng hắn đau như cắt từng đoạn ruột. Hôm nay trời lạnh nhiều, hắn cẩn thận mặc thêm áo ấm cho thằng nhỏ rồi gửi con đi làm. Lúc hắn lục tục dắt xe ra khỏi cổng chung cư thì thấy một bé gái mặt mày đen nhẻm, trên tay cầm một cái túi sách cũ rách, quần áo sộc sạch đang lóng ngóng nhìn vào bên trong. Hắn đến gần thì mới phát hiện ra đó chính là chị gái của con trai hắn. Hắn ngạc nhiên bước lại hỏi nó, cháu đến đây làm gì? Mà sao đi có một mình thế kia? Mẹ cháu đâu? Bé gái không trả lời, ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Hắn ngồi xuống ôm chặt con bé một lúc lâu, bàn tay vẫn không ngừng xoa lưng vỗ về. Qua một lúc, bé gái cũng nín dần, nghẹn ngào nói, Mẹ cháu mất rồi ạ. Hắn trợn tròn mắt kinh ngạc, sao lại mất? Con bé lắc đầu, sau đứa đó đưa túi sách của mẹ nó cho hắn. Cháu không biết ạ, nhưng mẹ cháu có bảo khi nào mẹ không còn nữa thì đi tìm chú và đưa túi cho chú. Lúc này không hiểu sao, hai hốc mắt của hắn cay xè. Hắn nhìn gương mặt thất thể của con bé mà chạnh lòng không thể tả. Hắn đón lấy chiếc túi,
mở ra xem bên trong có gì. Bên cạnh, con bé vẫn không ngừng thút thít. Có một tờ bệnh án photo và một lá thư được dán kín. Nhanh tay, hắn xé ra xem thì bàng hoàng chết lặng. Bên trong thư có 2 triệu tiền mặt và một tờ giấy viết tay, trên đó có ghi: "Gửi chàng trai tốt bụng. Tôi biết cậu là một người tốt. Tôi không phải là một người máu lạnh không biết thương con. Nhưng ông trời quá bất công với tôi. Từ khi được cậu cho mượn tiền, tôi đã cố gắng tìm một nơi ở tốt cho hai mẹ con. Nơi này gần nhà cậu. Lúc đi bán vé số, tôi vẫn hay dắt con gái ghé ngang qua đây để nhìn vào trong. Có hôm tối trời tôi vẫn lặn lội đến tìm cậu và con trai. Tôi thấy cậu bế nó đi dạo lòng vòng. Cậu thơm nó, trò chuyện với nó chẳng khác nào người bố thực sự. Còn tốt hơn cả gã chồng bội bạc nát rượu nhà tôi. Ông ấy cũng đi rồi vì bệnh ung thư gan. Còn tôi cũng phát hiện bản thân mình ung thư vú giai đoạn cuối cách đây không lâu. Tôi biết mình không còn nhiều thời gian nên lấy hết can đảm đến nhà cậu vào tuần trước để gặp thằng bé lần cuối. Nhưng chắc là ông trời đang trừng phạt tôi. Tôi lần hồi hỏi thăm mới biết cậu đưa nó lên bệnh viện tuyến trung ương để điều trị. Tôi không đủ sức lực để đi tới, đi lui xa xôi được nữa. Tôi sợ, rất sợ mình sẽ ngã xuống dọc đường, rồi thì con gái tôi sẽ phải làm sao. Từ hồi biết bệnh, tôi đi hỏi cách người ta hiến xác cho y học. Nếu tôi nằm xuống, con gái tôi không phải đi xin tiền mai táng cho mẹ nó, mà tôi còn giúp được nhiều người, hoặc giả có thể giúp chính con trai mình sau này. Tôi đội ơn cậu đã cứu mang con tôi. Tôi xin trả cậu 1 triệu và gửi luôn phần tiền mà cuối đời tôi có. Cậu xin cậu thương tình nhận nuôi đứa con gái bé bỏng này, cho chị em nó đoàn tụ với nhau. Con gái tôi rất thông minh, nó sẽ tìm được đến nhà cậu khi tôi nằm xuống. Đây là nguyện vọng lớn nhất của tôi. Xin cậu làm ơn làm phước, tôi ở nơi chín suối cũng sẽ ngậm cười. Mẹ B." Đọc đến hết thư, nước mắt hắn lan dài trên gò má từ lúc nào không hay. Những nét chữ ngoạch ngoạc viết vội, đôi chỗ còn sai lỗi chính tả, nhưng chưa biết bao nghĩa tình, đựng biết bao nỗi niềm bất đắc dĩ của một người mẹ. Hắn lại ngồi xuống, ôm chặt đứa con gái của chị, vuốt vuốt lên mái tóc sơ rối vì nắng, vì gió của nó, nói lời thì thầm: "Về với chú và em B nhé." Kể từ khi nhà có thêm một miệng ăn, thì hắn càng phải cật lực kiếm tiền gấp bội. Dẫu vậy, hắn thấy vui khi nhìn hai đứa trẻ lớn lên mỗi ngày. Bé gái rất ngoan ngoãn, lễ phép lại hoạt bát. Nó có vẻ chững chạc hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Chắc do được bươn trải và trải đời từ tấm bé, nên nó cũng được tôi luyện một tư duy trưởng thành sớm hơn. Từ khi có nó về ở cùng, việc chăm thằng nhỏ ăn uống hay thay bỉm, nó đều có thể phụ giúp được hết. Nhờ vậy, hắn cũng được đỡ đần khá nhiều. Lúc hắn đi làm, con bé quanh quẩn ở nhà chăm em và chơi cùng em. Chưa bao giờ con bé bắt nạt em nó lên một lần. Dù bị thằng nhỏ cào cấu túm tóc mỗi khi không vừa ý điều gì, hai chị em cứ vậy mà quấn nhau như sam. Nhiều lúc hắn phải tặc lưỡi mà thừa nhận rằng chúng nó là chị em ruột cơ mà. Hắn cũng không có dự định gì cho bản thân. Thấy hắn gả trống nuôi con, lại lủi thủi sớm tối một mình, nên ai cũng sục hắn lấy vợ đi. Những lúc như thế hắn chỉ lắc đầu cười xòa, bảo duyên chưa đến. Chẳng ai biết rằng ngày xưa hắn cũng từng có tình yêu đẹp, cũng bởi những tổn thương đầu đời, vị kỷ của xã hội mà hắn không còn mở lòng được nữa. Ai rồi cũng sẽ nhìn về quá khứ của hắn mà phán xét. Gia đình nào còn dám gả con gái cho hắn? Hắn có thể nói lời dối trá, nhưng quá khứ thì không thể nào gột rửa, cho nên hắn muốn sống thật, không thích che đậy hay lấp liếm. Thế thôi, hắn ở vậy cho lành, mắc công lại vô tình chuốc thêm phiền muộn đau khổ cho ai đó, giống như người con gái năm xưa của hắn vậy. "Bố ơi, bố chưa ngủ à?" Bé gái đến bên cạnh lay lay cánh tay hắn thủ thỉ. "Bố chưa." Vừa trả lời, hắn vừa bế thốc đứa con gái lên trên đùi mình, ôm nó vào lòng, hắn vuốt tóc nó nói: "Khuya rồi, sao cái Lan không vào ngủ cùng em Bê đi?" Con bé cười xòa, ôm chặt tay bố nó nịnh nọt: "Bố chưa ngủ mà, con muốn bố vào ngủ cùng cơ." Hắn vuốt lên cánh mũi con bé: "Khéo nịnh, đi, chúng ta đi ngủ nào." "Bố." Vừa định đứng lên ôm con bé vào phòng thì nó lại thiết tha gọi hắn. Nó bấu bàn tay bé nhỏ vào tay hắn thỏ thẻ: "Bố, con có thể đi học không?"
Bố, cho con đi học nhé. Tự nhiên hắn lặng người đi, nhìn vào đôi mắt sáng quắc của con bé mà chạy lòng quá đỗi. Cũng phải, hắn đang trong giai đoạn chạy vạy từng bữa ăn còn khó khăn thì nghĩ gì đến việc học hành cho bọn nhỏ. Có lẽ đây là điều hắn vẫn luôn đau đáu, chỉ là chưa can đảm nhắc đến. Nhìn đứa con gái bé bỏng hiếu học, hắn thật tâm không đành lòng để nó sau này phải thất học như mình. Hắn mỉm cười xốc con bé lên vai, cõng nó đi ngủ, vừa đi vừa thì thầm với nó. Cái lăn ngoan thì bố sẽ cho đi học nhé. Mùa đông năm ấy, lòng hắn ấm áp lạ thường, cái lạnh buốt giá chỉ thấm được vào da thịt hắn, chứ nào dám làm tim hắn lạnh lẽo bao giờ. Trên đời tất cả đều có nhân duyên, có những cuộc đời ở địa vị mặt hạng của xã hội cũng vì chữ thương mà bám víu nương tựa vào nhau, âu cũng là tình người. Sau bao phen nương nhờ bác trưởng khu, đứa con gái nuôi của hắn cũng có được giấy tờ đầy đủ để đến trường. Ngày đưa cái Lan vào lớp học, nhìn nó cười đến híp cả mắt mà lòng hắn vui sướng lắm. Đến lớp con bé học giỏi chăm ngoan, thầy cô bạn bè quý mến. Về nhà nó lại trổ tài làm vũ em thực thụ, hay giúp đỡ mọi người nên cũng được thương yêu hết mực. Ngày qua ngày, hắn vẫn đều đặn đi làm, đưa đón con đi học, chăm lo thuốc men và tái khám định kỳ cho thằng nhỏ. Cũng đến lúc con trai hắn đủ sức khỏe và điều kiện để được phẫu thuật. Lần này hắn vừa mừng vừa lo, mừng vì sau bao năm đợi chờ cũng đến ngày con trai có được cơ hội phục hồi tốt hơn, còn lo là vì hắn vẫn chưa tích cóp đủ tiền. Bác sĩ hẹn thời gian chính xác để con trai hắn phẫu thuật, cũng là ngần ấy thời gian hắn làm việc bất kể ngày đêm. Ban ngày hắn chạy xe ôm, ban đêm chợp mắt vài tiếng, hắn lại lục tục ra làm ở chợ cá. Nhờ dạo trước hắn siêng năng được việc, nên lần này xin quay lại cũng không hề khó. Hắn cần mẫn là vậy, nhưng tiền hắn tích cóp cũng chẳng là bao so với chi phí điều trị đắt đỏ. Một buổi trưa hè nóng bức, sau cuốc xe ôm chở khách đi ngoại thành, hắn cảm thấy hơi choáng nên ghé nhà ông xã uống nước, sẵn tiếp tế đồ ăn như thường lệ. Ngồi tán sóc chưa được bao lâu thì hắn nhận tin con trai bị sốt bất tỉnh. Hắn hoảng loạn chạy như bay vào bệnh viện. Nhìn gương mặt thất thần của chị hàng xóm thì hắn cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của nó. Bác sĩ đang cấp cứu bên trong, hắn và chị ngồi bên ngoài mà ruột gan như lửa đốt. Bàn tay hắn vã mồ hôi lạnh ngắt, cố gắng nắm thật chặt để xua đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu. Một lúc lâu sau, bác sĩ bước ra gọi hắn vào phòng hồi sức. Trên giường bệnh, thằng nhỏ mặt mày xanh như tàu lá, đang nhắm nghiền mắt thở máy. Ruột gan hắn thắt lại, khóe mắt hắn hằn lên những tơ máu đỏ ngầu cay xè. Thằng nhỏ bị viêm cơ tim cấp do virus, tình trạng khá nặng, cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Chi phí khá đắt, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây lại là một căn bệnh không nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm, nên chẳng thể trông mong vào tấm thẻ đó được nữa. Hắn nghe tin mà rụng rời chân tay, lảo đảo đứng muốn không vững. Chỉ cần phẫu thuật, con trai hắn sẽ khỏe lại. Đúng, có tiền phẫu thuật thì đâu sẽ vào đấy cả thôi. Hắn hôn nhẹ lên trán con trai một cái, rồi phóng nhanh khỏi phòng hồi sức, đứng trước mặt hàng xóm. Hắn dúi vào tay chị ít tiền nhờ đi đóng viện phí và trông chừng thằng nhỏ giúp. Còn bản thân lao như tên bắn tới bãi đỗ xe. Vừa đi, hắn vừa móc điện thoại trong túi ra gọi cho bảy sứt. Alo, anh cần chú giúp đỡ rồi. Tại căn nhà hai tầng khang trang, hai báo mừng như trời hội khi nghe tin hắn quay về. Sau cú điện thoại thông báo của bảy sứt, gã gác lại công việc để chào đón người em chiến hữu từng giúp gã hái ra không ít tiền. Từ ngày hắn rời tổ chức, gã tiếc lắm. Đã lâu như vậy, gã vẫn chưa tìm được người nào giỏi giang bằng hắn, cho nên lần gặp gỡ này gã sao có thể bỏ lỡ. Trên chiếc ghế xoay lót nệm màu muối tiêu, hắn ung dung bắt chéo hai chân lên bàn, đung đưa qua lại, miệng rít xì gà, mắt lim dim khoan khoái. Từ trong sân, một tên đàn em chạy vào hớn hở báo cáo. Anh Hai, anh Bảy về rồi. Hai báo cười híp mắt đứng phát dậy, gật đầu ưng bụng rồi xua tay cho đàn em lui ra. Một lát sau, hắn cùng Bảy sứt đi vào. Hai báo nhìn thấy, tay bắt mặt mừng. Khách quý, chú ngồi đi. Thằng sứt vào lấy cho anh chai rượu ngon nhất ra đây. Hắn mặt mày lo âu, liền nhanh miệng ngăn lại, đi thẳng vào vấn đề luôn. Anh Hai,
Hôm nay em không có thời gian, hôm khác em sẽ uống cùng anh. Em cần tiền đi cứu người. Hai báo có hơi mất hứng nhưng không thể hiện ra mặt. Đánh mắt vào bảy rứt không cần nữa. Gã rút ra một điếu xì gà đưa cho hắn rồi nói. Cậu hút đi. Chỗ anh em không mà. Có gì thì cứ nói không phải ngại. Hắn mím môi, đẩy điếu xì gà trên tay hai báo. Em bỏ thuốc rồi, cảm ơn anh hai. Tạm thời em cần 150 triệu. Anh có thể nào giúp em hôm nay không? Hai báo hơi ngạc nhiên, khiên cưỡng nhét điếu xì gà lại vào hộp. Người anh em này thay đổi một cách khiến gã không ngờ tới. Còn vấn đề tiền bạc, 150 triệu, có vẻ cũng không ít. Hai báo khẽ cau mày, nhưng rất nhanh trưng ra nụ cười nhẹ tênh. Được, chú muốn bao nhiêu cũng được, không cần tính lãi gì cả đâu, chỉ cần chú... Chỉ một câu như vậy, hắn liền như hiểu ý, cắt ngang lời của hai báo. Đôi mắt cương nghị đối diện với sóng mắt đầy toan tính của đối phương. Hắn cứng rắn đáp. Em sẽ không quay về đâu. Lãi bao nhiêu anh cứ tính cả cho em là được. Sóng lòng hai báo nhấp nhô lửa giận. Ánh mắt phóng ra, ngàn tia lửa bắn về phía hắn. Trước sáng vẻ cứng nhắc kia, gã không kìm chế được nữa. Bao nhiêu nộ khí trào ra, liền đập bàn cái bộp, nghiến răng phát tiết. Chú đúng là không biết điều. Anh tưởng chú quay về giúp anh, không ngờ chú lại cứng nhắc như vậy. Chú làm anh thất vọng quá đấy. Bảy Sứt đứng bên cạnh còn giật mình hú hồn, vội lay lay cánh tay của hắn ý bảo đừng nên đối đầu hai báo. Cứ tưởng làm vậy hắn sẽ biết điều hơn, nào ngờ hắn vẫn ngoan cố đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm hai báo một lát rồi xoay mặt ra cửa. Hắn phẫn uất. Vậy em không làm phiền anh nữa, em sẽ đi vài nơi khác. Nói xong hắn nhấc gót rời đi. Phía sau lưng hai báo trợn tròn mắt kinh ngạc, tức giận mà không thể làm gì được. Có lẽ người cứng nhắc phải là gã mới đúng. Người chiến hữu này của gã vẫn cứng đầu như vậy, e rằng không thể nào giải quyết khác hơn ngoài cách lạt mềm buộc chặt. Lúc hắn ra đến cửa, hai báo xuống giọng. Chú đợi chút. Thôi được rồi, thú thật anh đang rất cần người. Tiền bạc đối với anh không quan trọng bằng nghĩa anh em bằng hữu. Anh cho chú hai lựa chọn. Chú có thể chọn đòi nợ giúp anh hoặc đua xe, chứ không cần làm tất cả cho anh. Chú vay bao nhiêu anh cũng đều không tính lãi, mỗi tháng còn thưởng nếu làm tốt. Hắn nghe gọi cũng dừng bước chân lại xem hai báo nói gì, nhưng kết quả cũng không phải là điều hắn mong đợi nên im ỉm đi luôn một nước. Hai báo tiếp tục nói với theo. Anh sẽ bảo Bài Sứt nhắn cho chú số điện thoại mới của anh, chú có thể suy nghĩ, ở đây anh vẫn luôn đợi chú. Sau khi từ chối hai báo, hắn thất thể về nhà vay mượn khắp xóm giềng mỗi người một ít. Số tiền tuy chẳng thấm tháp vào đâu nhưng lại vô cùng quý giá đối với hắn lúc này. Cộng thêm chút ít tiết kiệm mà hắn đang có, những mong bác sĩ thương tình cho hắn tạm ứng trước tiền phẫu thuật. Cây Lan thương bố tất bật lo cho em trai nên cũng đòi theo vào viện chăm em mà hắn cản. Không được, con còn phải đi học, ở nhà ngoan, vài hôm em khỏe thì bố về. Sáng mai bố nhờ bác Khoa hàng xóm đưa con đi học nhé. Nhớ phải ngoan ngoãn thì bố mới an lòng. Con bé ôm chân hắn thút thít khóc. Tuy rất muốn vào với em nhưng không muốn hắn buồn, đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Mắt hắn nhìn con bé rưng rưng, xót xa quay đi một nước đến bệnh viện. Tiên lượng sức khỏe thằng nhỏ tốt hơn, bác sĩ bảo có thể kéo giãn ra hai hôm nữa để người nhà chuẩn bị đủ tiền. Hắn nghe cũng mừng. Hắn gọi Bảy Sứt nhờ kết nối thêm vài anh em hay anh chị xã hội nào khác, nhưng tất thảy đều từ chối do hắn vay tiền. Hắn nghĩ cũng lạ, liệu hai báo có đứng sau nhúng tay hay không. Tất nhiên câu trả lời hắn đã có đáp án, cơ mà hắn lại cố ép mình không tin hai báo lại tuyệt tình đến vậy. Cuối cùng hắn ra quyết định bán căn nhà làm nơi che mưa nắng duy nhất của mấy bố con. Thế nhưng cuộc đời hắn toàn gặp chuyện không đâu vào đâu. Không phải cứ kêu bán nhà là sẽ thuận lợi bán ngay được. Vài mối đến rồi đi hoặc toàn hẹn lại. Hắn chán nản thật sự. Ban đêm lòng hắn gào thét, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Hắn nghĩ hay là hắn cần phải phá bỏ lời thề, cần phải lựa chọn. Biết đâu hắn cố hết sức thì sẽ không phải làm quá lâu. Suy nghĩ còn chưa thông thì tối ngày thứ hai, bệnh tình thằng nhỏ đột ngột chuyển biến xấu không rõ nguyên nhân. Chạy theo chiếc băng ca đẩy con trai đi cấp cứu trong đêm mà lòng hắn đau như rào cắt. Hắn hồi hộp chỉ biết vái lại trời Phật thương tình che chở cho thằng nhỏ. Hắn gục xuống thành ghế, hai mắt hoa lên.
đôi bàn tay nắm chặt đấm thùng thụp vào đó đến bật máu. Tất cả là do hắn quá nghèo mà ra. Hơn nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra bảo với hắn: con trai anh cần phải phẫu thuật gấp, vì tình hình bệnh nền bẩm sinh đã làm sức khỏe chuyển biến xấu đi. Không chần chờ được nữa, người nhà chuẩn bị tiền bạc rồi đi ghi giấy cam kết cho chúng tôi phẫu thuật. Hắn nghe thông tin từ miệng bác sĩ mà điếng cả người. Nước mắt hắn chảy ra, miệng đắng ngắt, giọng nghẹn đi: được, giờ em đi đóng tiền ngay đây. Vị bác sĩ gật đầu vỗ vỗ vai hắn động viên, rồi mau chóng quay vào trong. Hắn siết chặt hai bàn tay đến run run, lập tức gọi cho hai báo: em sẽ giúp anh đua xe, giờ anh cho người mang tiền đến viện gấp giúp em được không? Đầu dây bên kia, hai báo mỉm cười, giọng điệu vui mừng hấp tấp: được được, chú lên tiếng rồi thì đều được hết, giờ bảy sứt sẽ mang đến ngay. Cả phẫu thuật diễn ra thành công, ngày qua ngày sức khỏe thằng nhỏ tiến triển khá lên, do đáp ứng tốt phác đồ điều trị, hắn mừng lắm. Thời gian này hắn toàn ở viện chăm sóc thằng nhỏ, cây lan ở nhà đã có hàng xóm chăm lo giúp. Bảy sứt thi thoảng vẫn được hắn nhờ đưa đón con bé đi học mỗi khi hàng xóm bận. Có hôm con bé năn nỉ dữ quá, bảy sứt đánh liều đưa nó đến viện thăm em trai. Chào ôi, con bé coi vậy mà khéo, nó chăm em tròn vo đâu ra đó. Thằng nhỏ thì cứ một tiếng chị, hai tiếng chị, bằng giọng đơn đớt, nghe yêu lắm. Bảy sứt ngồi trước hành lang bệnh viện cùng hắn, khen lấy khen để: con bé vậy mà giỏi anh ba nhỉ, sao anh không lấy vợ đi, gà trống nuôi con mãi vậy sao mà chịu nổi, cô đơn lắm. Ôi, con phải chú không biết tính anh đâu, lấy về khổ người ta chú à. Anh cứ lo xa, người nào lấy được anh có phúc chứ khổ gì. Em mà lấy được vợ, em cũng gác kiếm. Chú nói điều, cơ mà gái theo ầm ầm chứ lị. Gái thì em có, nhưng mà gái lành khó tìm anh ạ. Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Lần này anh hai đúng là hơi tuyệt tình, cứ phải dồn anh vào đường cùng thế không biết. Anh dự định thế nào? Nghe bảy sứt hỏi, hắn khẽ cau mày, ánh nhìn xa xăm. Hắn còn biết làm thế nào nữa ngoài việc giữ đúng lời hứa? Còn thế nào nữa? Mày có thấy anh ba mày thất hứa bao giờ chưa? Thôi, chuyện đã đến nước đấy thì làm cho anh ấy vài năm hết nợ anh mày nghỉ, khi đó chú mày theo anh hoàn lương đi. Thật đấy. Bảy sứt cười xòa, ôm vai bá cổ hắn, nói một câu chắc nịch: được, em hứa với anh. Hơn một tháng dòng trong viện, cuối cùng thằng nhỏ cũng được về nhà. Sau đợt phẫu thuật, mặt mày nó cũng hồng hào và béo ú hẳn ra. Những cơn thở dốc khi vận động thì cũng không còn xuất hiện nữa. Hắn mừng còn hơn bắt được vàng. Lần này trong cái rủi cũng có cái may. Chỉ cần con trai hắn khỏi bệnh là khó nhọc đến mấy hắn cũng chịu được. Bố ơi, chị An của B đâu? Thằng con nũng nịu trên vai hắn ngọng nghịu. Nó toàn bảo chị Lan của nó là chị An như thế đó. Hắn vuốt đầu nó cười tươi: chị Lan đi học rồi, giờ chúng ta về nhé. Lát chị Lan về với B, chịu không? Thằng nhỏ vỗ tay, cười hân hoan: về nhà thôi. Theo đúng lời hứa với hai báo, khi con hắn khỏe mạnh về nhà thì hắn phải đi đua xe cho gã. Hai báo có rất nhiều độ cá cược, mà hắn chính là chìa khóa để gã hái ra tiền, nên tất nhiên sẽ rất o bế hắn. Không có độ nào hai báo thua cả. Mỗi lần thắng, gã luôn mạnh tay chi cho các đàn em, và như lẽ tất yếu, hắn sẽ luôn có phần nhỉnh hơn. Ngoài tiền nợ cấn trừ mỗi tháng, hai báo đều thưởng riêng cho hắn. Tuy nhiên hắn không xài khoản tiền đó, mà góp nhặt vào tiền, trả tiền luôn cho nhanh dứt nợ. Hai báo rất không hài lòng nhưng đành chịu, không thể làm gì khác được vì sợ gà cương trở trứng. Lần trở lại này hắn có một quy tắc, sau khi đua xong hắn sẽ về nhà chứ không đàn đúm ăn mừng gì hết. Tất nhiên hai báo đồng ý tuyệt đối. Vãng đi một thời gian, khi khoản nợ của hắn càng gần đến ngày tất toán, hai báo liền tìm cách để níu giữ chân hắn bên cạnh mãi mãi. Gã ngày đêm bày mưu tính kế, cuối cùng cũng có được một phương án khá tốt. Trong căn phòng nồng nặc mùi rượu, hai báo nhìn chằm chằm vào tấm ảnh bán khỏa thân của một cô gái trên màn hình điện thoại, rồi nhếch môi cười nham nhở. Gã liên tục lắc đầu tặc lưỡi, ra vẻ gì đó tiếc nuối lắm. Đứa em gái nuôi gã thu nhận một năm trở lại đây là món hàng béo bở mà gã tự thưởng cho mình trong các cuộc vui ăn mừng thâu đêm suốt sáng.
đã đến lúc cần báo ơn gã rồi. Trong những lần cô nàng tiếp xúc với hắn, Hai Báo đã tinh ý phát hiện ả ta nhìn hắn bằng ánh mắt đắm say không thể dứt ra được. Nàng có tình thì ngại gì gã không tác hợp. Hơn nữa, gã được lợi đủ đường. Thử hỏi, khi hắn trở thành em rể của gã thì chẳng phải thân tình càng khăng khít hay sao? Thêm đứa con gái kia mỗi ngày nũng nịu nói vào gã giúp một ít thì có đấng mày râu nào không siêu lòng. Trước kế hoạch đang bày ra khá hoàn hảo, Hai Báo rít mạnh điếu xì gà, một mình bật cười sằng sặc. Chú mày thiếu hơi phụ nữ chắc cũng lâu rồi nhỉ? Sinh nhật lần thứ 40 của Hai Báo chính là thời cơ thích hợp nhất. Gã ba lần bốn lượt đích thân mời hắn nhưng đều bị từ chối. Gã mất mặt lắm chứ, nhưng đành nhịn. Ai bảo hắn là mỏ vàng của gã làm chi? Vì đại cục, Hai Báo chịu thiệt xuống nước năn nỉ hắn. Chú cũng sắp rời khỏi anh rồi, không lẽ đến nước này chú còn không nể mặt anh hay sao? Chú xem, thời gian qua anh đã đối xử với chú thế nào? Có phải đều đáp ứng tất cả mọi mong muốn của chú không? Lần này chú xem như anh kết hợp làm tiệc chia tay cho chú đi. Hai Báo nói xong thì nháy mắt với Bảy Dứt. Anh ta hiểu ý liền hồ hởi dặm thêm vài câu thuyết phục hắn. Anh ba, anh hai nói đúng đấy. Anh nể mặt anh ấy chút đi, được không? Bảy Dứt nói xong, những anh em khác cũng đồng thanh hô hào, nài nỉ hắn đồng ý. Hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ trưng ra dáng vẻ trầm mặc. Bây giờ nhiều người thuyết phục đến vậy khiến hắn có chút khó xử. Hai Báo ban đầu tuy có tuyệt tình, nhưng khi trở lại, hắn vẫn được gã đãi ngộ hơn những anh em khác. Nói trắng ra, hắn biết mình được xem là công cụ kiếm tiền của Hai Báo đấy. Nhưng việc nào ra việc đó, ít nhiều giữa hai người vẫn có ơn nghĩa. Và lại Hai Báo từ trước nay vẫn luôn có những quy tắc riêng, mà điều đó khiến hắn nể phục hơn bất cứ tay anh chị nào khác. Thôi được, hắn phá lệ một lần để mọi người cùng vui vẻ, mà bản thân cũng không mang tiếng vô ơn bạc nghĩa. Một tuần sau, tại nhà riêng của Hai Báo, đại tiệc nô nức diễn ra. Suốt cuộc vui, hắn chỉ nâng ly với Hai Báo đúng một lần. Năm nay Hai Báo ngẫu hứng làm tiệc nướng ngoài trời, hắn không mấy hào hứng, nhưng nể tình chủ nhân buổi tiệc mà nhấm nháp vài miếng cho có lệ. Sau đó hắn lủi thủi vào nhà ngồi lì một góc, nhâm nhi ít lạc giang và xem chương trình đấu quyền anh theo sở thích. Được một lúc, cô em gái của Hai Báo bước vào, trên tay cầm hai ly cốc tai đi đến chỗ hắn đặt lên bàn. Hôm nay ả trang điểm kỹ lưỡng, trang phục gợi cảm hết cỡ. Lúc ngồi xuống cạnh hắn, ả còn ưỡn ẹo, cố tình kéo lệch sợi dây áo màu đỏ tuột khỏi một bên vai trần. Anh ba, uống với em một ly nhé. Mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình tivi, vờ không để ý đến. Tay bốc một hạt lạc cho vào miệng, rồi trả lời thẳng thừng. Ngại quá, tôi không có thói quen uống cốc tai. Ả ta vẫn cười rất tươi, áp sát cơ thể thơm phức mùi nước hoa đắt tiền vào cơ thể hắn, vuốt ve cánh tay hắn. Thế em đổi cho anh một ly rượu nhé. Tôi không uống nữa. Hắn lạnh lùng nhích người ra xa một chút, nhấc chai nước lọc đang uống dở bên cạnh, đưa lên trước mặt ả rồi nói. Tôi đã có cái này rồi. Mặt ả biến sắc, đôi mày cong cong lá liễu trao lại, vừa quê vừa giận. Xong ả vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tung chiêu cảm hóa người đàn ông mặt lạnh mà ả thầm thương trộm nhớ bao ngày. Kinh nghiệm tình trường ả không thiếu, còn bản lĩnh lên giường với đàn ông lại càng có thừa. Xưa này mọi người không ai là không lụy ả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ả rất tự tin vào khả năng hút hồn đàn ông của mình, nên lập tức thay đổi biểu cảm, cười sởi lởi. Vậy em ngồi đây nói chuyện cùng anh ba nhé, tính ra em và anh rất có duyên với nhau lắm đấy. Hắn ngồi bên cạnh vẫn điềm tĩnh như không, cũng chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục cho miếng trái cây vào miệng nhai sồn sột, xem ả ta như không khí. Ở khoảng cách rất gần, ả mê đắm nhìn từng đường nét anh tuấn hút hồn của hắn. Nếu không phải là người của Hai Báo thì ả đã sớm ngã vào lòng hắn rồi. Cơ hội lần này Hai Báo đã chủ động nhường ả cho hắn thì lý nào lại không tận dụng. Thấy người thương càng lạnh lùng xa cách, lòng ả lại lâng lâng một cảm giác vừa khó chịu vừa dạo dực. Anh ta còn ngượng ngùng đấy mà. Người càng bình bình đạm đạm thường hành động sẽ rất quyết liệt. Ả thu mắt về vài giây rồi lại trộm nhìn hắn. Trong đầu chợt hiện ra nhiều hình ảnh quấn quýt đê mê, khiến cánh môi màu mận đỏ khẽ câu lên một cách hài lòng.
Ả tiếp tục nói, lần đầu gặp anh ở khu nhà trọ tồi tàn kia đã là một cái duyên rồi. Hôm đó thấy anh điệu đứa nhỏ đi theo, em cứ ngỡ là con trai anh không đấy. Sau đó anh bày sứt có kể với em về tấm lòng nhân hậu của anh, về hai đứa trẻ đáng yêu kia, thì em càng khâm phục anh nhiều hơn. Cuộc hội ngộ của chúng ta có khác gì định mệnh đâu anh. Hay là anh ba, cho em cơ hội chăm sóc anh và hai đứa nhỏ nha. À vừa dứt lời, liền câu hai cánh tay trắng nõn lên cổ hắn, đôi gò bồng căng mịn cũng được trưng dụng một cách cố tình, áp thật sát vào người hắn. Bàn tay phải của ả rời khỏi vị trí ban đầu, trượt xuống khuôn ngực rắn chắc của người thương, cảm nhận tiếng tim phập phồng gấp gáp theo trí tưởng tượng của ả. Mùi rượu trên cơ thể hắn và mùi nước hoa trên người ả như quyện vào nhau, khiến ả càng thêm đắm say, mê luyến, nhìn hắn không rời mắt. Hắn cau mày bất ngờ vài giây, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Giọng điệu lạnh lùng của hắn đáp lại khiến ả bất động ngơ ngác. Cô say rồi, buông tay ra đi. Ả cố đấm ăn xôi tiếp tục lả lơi mời mọc. Hắn bắt đầu gằn giọng. Buông ra. Không buông, em không buông. Không để anh rời xa lần nào nữa đâu. Ả nhắm chặt mi mắt, bấu chặt hai tay lên cổ hắn, không ngừng lắc đầu nói cứng. Tưởng chừng vì vậy mà khiến hắn động lòng, nào ngờ hắn đưa tay bóp mạnh cổ tay ả kéo ra. Ả nhăn mặt đau đớn kêu lên. Đau, đau, anh ba, nhẹ tay. Em buông mà. Ả buông tay mà nước mắt chảy ròng ròng. Hắn lạnh lùng nhìn ả cảnh cáo. Đừng dùng trò bẩn này với tôi, nếu không đừng trách tôi không biết thương hòa tiếc ngọc. Hắn nói xong thì quay lưng đi một mạch ra khỏi cửa, bỏ lại phía sau một dáng vẻ thất thần nhìn hắn đầy tuyệt vọng. Từ hôm đó trở đi, hắn tuyệt nhiên không còn thấy cô em gái nuôi của hai báo xuất hiện trước mặt nữa. Nhưng hắn chẳng quan tâm làm gì. Mối quan tâm của hắn không phải là phụ nữ, càng không phải là thứ cạm bẫy bẩn thỉu của ngày hôm ấy. Nhớ lại khi đó lúc hắn bỏ về, thẳng bước lướt ngang qua hai báo bằng thái độ sửng sưng. Hắn chỉ nói vỏn vẹn một câu mà khiến hai báo sượng chân ngay tại chỗ. Mưu hèn kế bẩn không phải là chiêu bài của kẻ quân tử. Hai báo từ dạo đó luôn đối diện với hắn bằng vẻ gượng gạo. Gã ngẫm nghĩ câu nói của hắn và chợt nhớ về người vợ trước đây của mình. Người phụ nữ ấy cũng từng nói với gã giống như vậy. Buổi tối trong căn phòng cô quạnh, hai báo vớ tay lấy một bức ảnh được giấu sau bức bình phong, thứ duy nhất gã còn giữ lại bên cạnh cuộc đời. Tấm hình ngày trước vợ gã lộng vào khung rất kỹ càng. Gã nốc cạn vài ly rượu mạnh, giết hết mấy điếu xì gà. Cả căn phòng đặc quánh mùi rượu và khói thuốc, khiến gã bao phen khóc cười đến ho lên sặc sụa. Trong bức ảnh, cô gái ấy vẫn đang nhìn gã mỉm cười dịu dàng. Cô ấy đẹp lắm, lại là con gái rượu của ông trùm khét tiếng một thời, từng khiến bao cánh đàn anh trong giới xã hội tranh giành đến sứt đầu mẻ chán. Chính hai báo cũng đã bị đổ gục từ lần đầu chạm mặt. Còn cô cũng bị một gã thanh niên mồ côi vụng về dưới trướng của bố đánh cắp trái tim. Gã có tình yêu chung thủy chân thành, cô có trái tim cuồng si mãnh liệt. Chuyện tình đẹp của hai người luôn là đề tài bàn tán, đáng ngưỡng mộ lúc bấy giờ. Cả hai cùng nhau hẹn ước ngày hoàn lương, sống một cuộc đời bình thường. Gã đã từng mơ về một mái nhà đầy ắp tiếng cười của con trẻ, cho đến khi phát hiện một bí mật động trời. Người phụ nữ hai báo yêu thương hết mực đã cắm cho gã một cặp sừng rất dài. Người đó còn cắm sâu vào vết thương lòng của gã thêm ngàn mũi dao, khi nhất quyết dùng tính mạng của mình để bảo vệ người tình. Và bản thân gã đã mềm lòng, gã không thể nào xuống tay được nữa. Tức giận ném mạnh con dao găm xuống đất rồi rời đi. Gã hận, hận không còn gì để mất. Thế gã hoàn lương làm gì? Làm kẻ quân tử mà chi? Cứ thế, hai báo trượt dần và không có điểm dừng. Soảng, hai báo ngà ngà say, nên tức giận ném vỡ bức hình mà bao năm vẫn luôn gìn giữ. Dù đôi lần từng có ý nghĩ ném đi rồi lại không nỡ. Tấm ảnh là thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của ai đó vẫn còn ngự trị trong tim gã. Dù nó làm gã đau, nỗi nhớ bất chợt ùa về, những hình ảnh của ngày hôm ấy gần như hiện hữu sống động trước mặt gã. Gã ngồi bệt ở một góc phòng, ngửa mặt lên trời hét lớn. Bao đau đớn ùa về như mới ngày hôm qua, gã đã tự dặn lòng phải cố quên, nhưng rốt cuộc nó vẫn luôn in hẳn trong tim gã. Mấy chai rượu mạnh tiếp tục được hai báo huy động hết về một chỗ,
chút hết đợt này đến đợt khác xuống cổ họng đắng ngắt, tràn ra thấm ướt cả người và sàn nhà cho đến khi gã chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hai Báo tỉnh dậy với trạng thái mệt lử, đầu đau như búa bổ. Gã nhìn một lượt khắp căn phòng bừa bộn, đôi mắt vô tình lướt qua khung ảnh bị vỡ tan tành. Gần đó hình như có rơi ra một tờ giấy màu vàng được xếp vuông vức. Gã hơi tò mò, tay run run cầm nó lên. Anh Báo, em xin lỗi, em nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ tức giận và ném vỡ tấm hình này khi anh phát hiện ra chuyện đó. Em đoán anh sẽ nhìn thấy lá thư này sớm thôi. Em không có gì để biện minh, vì em là người có lỗi với anh. Cảm ơn anh đã bên cạnh và chăm sóc em thời gian qua. Xin lỗi vì em đã chọn anh làm thế thân cho người ấy suốt một thời gian dài như vậy. Giữa anh và anh ấy thật sự có nhiều điểm giống nhau đến lạ. Em đồng ý kết hôn với anh vì cứ ngỡ rằng anh ấy phụ em khi mà trong suốt thời gian dài bọn em mất liên lạc. Em đã từng bay đến Úc nhiều lần để tìm nhưng vẫn không gặp. Em lần theo địa chỉ đến nhà của anh ấy bên đó thì họ đã chuyển đi. Đến một ngày em nhận được tin nhắn từ số máy lạ với dòng chữ vỏn vẹn. Anh ấy muốn chia tay, không một lời giải thích nào thêm, và người ấy lặng lặng khóa máy ngay sau đó. Với em khi ấy cả đất trời dường như sụp đổ. Gần đây anh ấy trở về tìm em, toàn bộ sự thật của năm đó mới được phơi bày. Anh ấy bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng và phải sống cuộc đời thực vật rất lâu. Người đã nhắn cho em dòng tin đó thật ra là em trai của anh ấy. Trước khi tai nạn xảy ra, anh ấy từng buột miệng nói với em trai rằng sau này nếu anh ấy có mệnh hệ gì dẫn đến không thể trở về Việt Nam thì hãy thay anh ấy nhắn lời chia tay với em. Anh Báo, em xin lỗi vì đã phụ anh. Sẽ rất bất công với anh khi tim em luôn nghĩ về một bóng hình khác không phải anh. Em xin chọn làm người ích kỷ, bởi lẽ bản thân không thể nào điều khiển được trái tim của mình. Em càng không thể sai lầm nối tiếp sai lầm, để anh tiếp tục làm người thế thân lại càng không đúng. Em không mong anh tha thứ, chỉ mong anh luôn sống tốt, sống đúng. Trong thế giới anh đang đi, bản chất rất dễ bị đồng tiền làm tha hóa. Nhưng em tin một người như anh sẽ không thay đổi, càng không vì tình yêu mù quáng này mà bị biến chất, bởi vì em không xứng đáng để anh phải làm vậy. Lời cuối cùng, em xin tạ lỗi cùng anh một lần nữa. Đọc đến cuối thư, đôi mắt Hai Báo đỏ hoe, gã vò nát lá thư ấy ném vào một góc tường cười ngây dại. Em chưa từng yêu tôi, em chỉ xem tôi là kẻ thế thân, kẻ thế thân. Trời về chiều nắng tắt đi mấy phần, màu vàng óng ánh cũng sậm dần trên những tán cây phía trước chung cư. Hắn cùng cây lan đưa cu bê xuống sân dạo chơi. Thằng nhỏ này đã nói do do chạy lăng xăng khắp nơi rồi. Hắn ngồi vắt chân chữ ngũ, chăm chú ghi chép chép lên quyển sổ tay màu đen. Hắn đang tính toán lại các khoản nợ của Hai Báo. Được một hồi, hắn khẽ tặc lưỡi cười cười. Thế là cuối cùng cũng xong theo như sổ sách. Hắn chỉ còn phải đua một chuyến nữa là có thể nghỉ rồi. Hắn vui lắm, sóng mắt ngời ngời sáng, đảo lên nhìn hai đứa con đang nô đùa trước mặt. Bố ơi, bố cười gì vậy? Thằng nhỏ bất ngờ chạy đến xà vào lòng hắn. Cây lan từ đằng xa cũng chạy theo em, đến nơi nó thở hồng hộc. Cu bê, thế em không chơi nữa à? Sao lại chạy đến làm phiền bố rồi? Thằng nhỏ ôm chặt cổ bố nó, chu môi phụ phịu. Em muốn chơi cùng bố cơ. Không được, ra chơi với chị này, để bố làm việc chứ. Không, em chơi với bố mà. Bê hư. Hai đứa nhỏ tíu tít cãi nhau, khiến hắn vừa buồn cười, vừa thấy đáng yêu quá đỗi. Thôi thôi, không cãi nhau nữa. Bố dẫn hai đứa ra ngoài kia mua kem, chịu không? Bố xong việc rồi. Hoan hô đi ăn kem nào. Tiếng hai đứa nhỏ đồng thanh reo lên. Trong ánh chiều tà, bóng ba bố con siêu lệch dưới dòng đường. Đứa nhỏ được cõng trên lưng, đứa lớn đi ngay bên cạnh. Tiếng trẻ con bô bô rộn ràng, tiếng đàn ông cười cười giòn vang, hạnh phúc lạ thường. Đầu đó người ta vẫn hay nghe con bé Lan nói chuyện rất già đời, còn thằng B thì chốc chốc nói leo theo phụ họa. Sau này con lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi bố. B cũng kiếm nhiều tiền nuôi bố nữa. Hôm sau hắn đến nhà Hai Báo từ sớm vì cuộc gọi bất ngờ. Trong phòng khách, Hai Báo cho hết đàn em lui xuống, một mình thong thả chờ hắn đến. Trên bàn đã để sẵn hai ly rượu vang.
gã vẫn theo thói quen rít xì gà đều đặn. Hắn bước vào căn phòng ngập ngụa khói, nhìn thấy Hai Báo liền ngồi xuống đối diện, cất giọng hỏi: "Có việc gì mà anh tìm em sớm vậy?" Hai Báo đưa ly rượu cho hắn, đánh mắt ý hắn là bảo hắn uống. Hắn điềm đạm nhận lấy ly rượu từ tay Hai Báo, rồi nhìn chằm chằm vào gã, tiện tay đặt trở lại bàn. "Anh Hai, anh vẫn nghiện rượu như vậy sao? Uống đi." Hai Báo không trả lời câu hỏi mà hất hàm về phía hắn ra lệnh: "Có thể cho em lý do anh mời em uống ly này không? Ly này thay cho lời xin lỗi của anh đối với chú, được chứ?" Lời Hai Báo vừa thốt ra khiến hắn kinh ngạc đỡ mất mấy giây. Hắn tròn mắt nhìn gã, vẻ bụi bặm oai hùng vẫn còn đó, nhưng sóng mắt lại chất chứa một nỗi u phiền khó diễn tả. Hắn không hiểu trong đầu Hai Báo đang nghĩ gì, nhưng có vẻ đây mới đúng là Hai Báo mà hắn biết trước đây. Hắn không nói thêm lời nào, một tay xốc ly rượu uống cạn, đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, hắn mới mở lời: "Đây mới đúng là anh Hai Báo của em không giận gì anh nữa đâu." Hai Báo gật gù nhìn hắn, ánh mắt muôn phần biết ơn: "Cảm ơn chú đã giúp anh hiểu ra mọi thứ. Từ giờ chú có thể rời khỏi anh. Nếu có khó khăn gì thì cứ gọi cho anh là được. Vẫn còn một chuyến đua ngày mai nữa là em sẽ trả đủ nợ cho anh. Em đã hứa thì sẽ không nuốt lời." "Được, tùy ở chú vậy. Chứ anh cũng mong lần này thắng lớn. Đợt này anh cược với tụi thằng Bảnh cao lắm. Chú cố gắng nhé." "Vâng." Ngày hôm ấy là đầu tuần, sau khi đưa hai đứa nhỏ đến trường xong xuôi, hắn liền thẳng tiến trường đua theo giao hẹn. Suốt cả đoạn đường hắn không ngừng huýt sáo vui vẻ. Chỉ hôm nay nữa thôi là hắn thoát nợ rồi. Tương lai, ba bố con hắn và ông già Liệt Chân cũng sẽ bắt đầu một chặng đường mới. Hắn vui, một tương lai tốt đẹp đang dần mở ra trước mặt hắn lúc bấy giờ. Những tưởng mọi thứ sẽ có thể kết thúc trong êm đẹp, thế mà đời không ai nói trước được chữ ngờ. Khi ngang qua đoạn đường vắng, chỉ còn cách vài trăm mét nữa là đến nơi, thì hắn bất ngờ gặp tai nạn. Một chiếc ô tô 7 chỗ cùng chiều chạy rất nhanh và đâm trực diện vào hắn từ phía sau. Cú đâm rất mạnh và khó bề xoay chuyển. Trong phút chốc, hắn cảm thấy cơ thể bị hất văng lên rồi nhanh chóng rơi xuống, đầu đập mạnh xuống đường, mũ bảo hiểm vỡ tung. Cơn đau bút nhanh chóng lan đến toàn thân, đầu và mũi tiết ra thứ dịch lỏng tanh tanh ươn ướt. Bên tai, hắn còn nghe rõ tiếng ken két của chiếc xe máy bị ô tô kéo lê một đoạn. Mắt hắn bắt đầu nhòe đi, từng tế bào trong huyết quản như vỡ ra. Nơi lồng ngực, cơn nghẹt thở truyền đến mỗi lúc một nhanh và gấp gáp hơn. Hắn lờ mờ nhìn thấy hai người nào đó đến gần nhìn hắn rồi vội vã rời đi. Đau và khó thở quá, hắn cảm thấy không còn sức lực để cựa quậy nữa. Hô hấp cũng trở nên thiếu dưỡng khí. Mọi thứ bên tai hắn nhỏ dần, mí mắt hắn cũng từ từ sụp xuống. Trong giây phút hỗn độn ấy, hắn kịp nhìn thấy bóng sáng mờ ảo của hai đứa trẻ hiện ra, vẫy tay cười với hắn một cách ngây ngô. "Bố, bố ơi." Hắn khẽ mỉm cười rồi đột ngột nằm im bất động, cơ thể dần dần lạnh đi. Bóng tối chính thức bao trùm giữa ban ngày, cũng như cuộc đời luôn phủ một màu đen lên người hắn vậy. 10 năm sau, cạnh ngôi mộ khang trang, một cô gái xinh đẹp với nước da bánh mật đang cẩn thận xếp trái cây lên đĩa, tay thoăn thoắt cắm mấy nhành cúc trắng vào bình. Bên kia là một thiếu niên tuấn tú đang hì hục phát quang những bụi cỏ dại. "Cô Bê, xong chưa em?" Tiếng cây lan trong trẻo vang lên gọi cậu thanh niên bên cạnh. "Đã bảo em lớn rồi, chị đừng gọi cô Bê nữa mà. Sao chị không gọi tên trên giấy của em chứ?" Cậu trai bực dọc đành hai người chị gái. Cây lan thấy vậy liền bật cười, nhoài người về phía cậu cốc lên trán một cái. "Ôi da, chị làm gì thế?" "Trong lòng chị em vẫn là cu bê ngày nào. Chị gọi quen rồi. Mà hôm nay em giỏi nhỉ. Trước mặt bố còn dám cãi lại nữa ư?" "Thôi thôi, em chả bao giờ nói lại chị. Chị muốn gọi thế nào cũng được." Chị Lan chể môi. "Nhanh tay lên rồi đến thắp hương cho bố này." Hai cô cậu sau hồi liên thoáng thì cũng xong việc đâu ra đấy. Cây Lan đốt mấy nén hương rồi chia cho em trai. Cắm hương xong, anh em họ quỳ xuống cạnh nhau, thành tâm chắp tay trước ngực xá xá mấy cái. Cây Lan lúc này mới mỉm cười. Cô ấy hồ hởi nhìn vào bức ảnh trên tấm bia mà thao thao bất tuyệt. "Bố, hôm nay con và em B đến để báo tin vui với bố đấy. Con đậu đại học luật rồi bố ạ. Nghe tin này chắc bố vui lắm nhỉ. Con giữ đúng lời hứa với bố rồi nhé. Con sẽ cố gắng học thật giỏi và chăm lo cho em B thật tốt."
Nói xong cô đảo mắt qua nhìn cậu trai bên cạnh, huých huých tay vào em trai. Cậu trai hiểu ý liền cười lém lỉnh kể với bố. Con cũng có thành tích tốt, không thua chị Lan đâu bố ạ. Con thi đậu vào trường chuyên của thành phố đấy, mà còn là chuyên toán nhá. Bố thấy chị em con giỏi không? Bố có vui không ạ? Chắc chắn là bố vui rồi. Em nhìn xem có phải bố cười tươi lắm không? Cây Lan vừa rối rít nói vừa đánh mắt về di ảnh của bố. Hai chị em nhìn nhau mỉm cười nhưng trong khóe mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Không khí bỗng dưng trùng xuống. Cây Lan cố dằn lại sự bất ổn trong cảm xúc. Mỉm cười nói. À, còn chuyện này nữa bố ạ. Hôm trước chú Bảy đã nói cho con biết. Con nghĩ nên kể bố nghe. Bố biết không? Mạnh Thường Quân nhận đỡ đầu mỗi tháng cho chị em con. Suốt 10 năm qua chính là chú Hai Báo bố ạ. Chú ấy không muốn tiết lộ danh tính và căn dặn chú Bảy không nói với bất cứ ai. Chú Hai cũng đã mất hơn một tuần rồi. Chú ấy bị ung thư phổi ạ. Còn ông Mười Sa Lan cũng mất vì đột quỵ 2 năm rồi. Số bố đợt trước con lu bu quá nên quên kể với bố mất. Nói đến đây Cây Lan bắt đầu trầm mặc, giọng cũng nghẹn đi. Cảm giác này không thua gì lúc cô hay tin bố mất. Hồi đó tuy bé nhưng cô cũng đã đủ nhận thức để cảm giác được sự mất mát là như thế nào. Những người yêu thương chị em cô cứ liên tục rời khỏi trần gian không báo trước. Thật sự nó rất đau đớn. Cậu B thấy chị xúc động thì đưa tay xoa vai chị vỗ về. Nước mắt cũng bất chợt trào ra. Từ lúc cậu hiểu chuyện vẫn không ngừng dằn vặt bản thân mình. Nếu không vì cậu thì bố sẽ không bị đẩy vào hoàn cảnh ấy. Càng không thể chết thảm vì những mưu toan sắp đặt của đối phương. Mạng sống này của cậu từ nhỏ là bố đã ban cho. Ơn dưỡng dục của bố đối với cậu còn cao hơn núi. Không thể một lời có thể diễn tả hết được. Bố, chú Bảy cũng nói cho con biết. Năm đó tai nạn của bố là do phía bên cá cược với chú Hai sắp đặt hại bố. Họ muốn bố không tham gia được cuộc đua hôm đó. Nếu chú Hai đổi người thì nhất định sẽ là kẻ bại trận. Họ vì những mưu toan cá nhân mà hèn hạ khiến bố phải lìa xa chúng con thế này. Nhưng bố yên tâm, chú Hai đã vạch trần và khiến bọn họ phải vào tù cả rồi. Bố, dù sao đi nữa, dù ai có nói gì về bố chăng nữa, thì chúng con vẫn luôn tự hào về bố. Bố ạ, con rất tự hào về bố. Tiếng cậu B cũng khẽ khẽ cất lên. Bàn tay gầy gầy thon thon chạm nhẹ lên tấm bia trước mặt. Ánh mắt cậu đong đầy yêu thương, đâu đấy còn chất chứa những luyến tiếc mà cả đời này cậu không còn cơ hội để thực hiện nó nữa. Bên tai cậu vẫn vang vang câu nói leo với chị Lan ngày nào. B cũng kiếm tiền nuôi bố nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.